chương 140, lực lượng đột phá 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Linh hồn thần dịch chính là thứ được sản xuất ra từ trong bảo địa của vạn thú tông, 100 năm cũng chỉ được một chiếc bình nhỏ này thôi. Trong vạn thú tông cũng chỉ có đệ tử được chỉ định làm tông chủ kế tiếp mới được phép dùng. Lúc dùng nó cũng phải vô cùng cẩn thận, đồng thời còn cần dùng không ít đan dược phụ trợ ôn hòa, mỗi một lần chỉ có thể dùng một hoặc hai phần mười mà thôi. Thế nhưng hiện tại lục thiếu du cũng dùng một phần mười, Hắn tự cho là rất ít, thế nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong linh hồn thần dịch cũng vô cùng kinh khủng. Năng lượng quá lớn, phiền phức rồi, phải lập tức luyện hóa nó. Cỗ năng lượng khổng lồ này liên tục quấy rối, đồng thời còn đang tiếp tục mở rộng, bành trướng trong cơ thể. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì khí hải của hắn sẽ bị vỡ nát, linh hồn cũng bị phá hủy. Tới lúc đó bản thân hắn không chết cũng sẽ trở thành kẻ ngu ngốc. Lục Thiếu dù biết hậu quả kinh khủng của việc này, hắn cắn chặt răng, gắt gao bảo vệ tâm thần của mình. Hắn không thể chết một cách uất ức như thế này, hắn còn chưa có trở thành cường giả, hắn còn muốn chiếu cố mẫu thân, ngay cả thân sử nam còn chưa có phá, không được chết như thế này. Lục thiếu du dù dùng tâm trí gắt gao đóng đỡ, đồng thời thủ ấn ngưng kết, bắt đầu vận dụng âm dương linh võ quyết cấp tốc luyện hóa cỗ năng lượng kinh khủng này. Trong đầu hắn hiện tại đầy dẫy năng lượng, muốn luyện hóa đám năng lượng kinh khủng này cũng vô cùng phiền phức, sự đau đớn chuyển đến khiến cho sắc mặt hắn trắng bệch kháo, ta không tin là không được, luyện hóa cho bản công tử. Lục thiếu du hò hét trong lòng, cố gắng chống đỡ sự đau nhức, lần thứ hai luyện hóa. Mà đúng lúc này, trên linh ngọc sàng, một cỗ năng lượng mát mẻ từ dưới chân lục thiếu du truyền vào cơ thể, lập tức tiến vào vòng linh khí. Theo sự xuất hiện của cô năng lượng này đám năng lượng cuồng bạo kia đã bị trung hòa, dưới sự tham gia của cỗ năng lượng mát mẻ này đám năng lượng cuồng bạo kia đã ôn hòa hơn không ít. Luyện hóa, lục thiếu du lúc này tự nhiên biết tới biến hóa của linh ngọc sàng trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc đồng thời cũng không có thời gian để ý tới nó hắn nhanh chóng vận chuyển âm dương linh võ quyết bắt đầu luyện hóa năng lượng ẩn chứa trong linh hồn thần dịch quanh thân lúc này được bao phủ bởi một tầng quang mang màu trắng lúc này linh ngọc sàng đã khôi phục bộ sáng trước đó khoảng thời gian từ lúc lục thiếu du tiến vào tu luyện chậm rãi luyện hóa năng lượng cuồng bạo cho tới khi luyện hóa xong cũng vô cùng nhanh chóng giống như là linh lực chỉ cần luyện hóa một chút là có thể trở thành linh lực thuần khiết vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, lục thiếu dù đang chăm chú nhìn vào khí hải của mình, năng lượng luyện hóa từ linh hồn thần dịch hiện tại đang chiếm một nửa, còn linh lực ban đầu của hắn chiếm nửa còn lại. Lẽ nào năng lượng của linh hồn thần dịch sau khi luyện hóa vẫn chưa hẳn là linh lực? Thế nhưng rõ ràng lục thiếu du có thể cảm giác được sự tiến bộ của mình. Một cỗ khí tức xuất phát từ linh hồn thần dịch trong khí hải truyền tới chỗ sâu trong linh hồn, tẩm bổ cho linh hồn chưa được ngưng kết thành hình của hắn toàn thân hắn lúc này vô cùng thoải mái, giống như là trẻ con nằm trong lòng mẹ vậy. Năng lượng quá mức khổng lồ của lục thiếu du khiến cho hắn ngơn gác. Mà lúc này trên linh ngọc sáng có thêm một cỗ năng lượng được hội tụ, cỗ năng lượng này sau khi làm ôn hòa năng lượng cuồng bạo cũng bị lục thiếu du luyện hóa trở thành chân khí tinh thuần của mình. Lúc đó, lục thiếu du cảm giác linh lực trong đầu hắn không ngừng khuếch tán, có một cỗ năng lượng vô cùng lớn được áp xúc lại. Quang mang quanh thân hắn vô cùng chói mắt, linh lực trong khí hải nhanh chóng tăng lên gấp mấy lần một cỗ lực lượng chạy tới chỗ sâu thẳm trong đầu hắn lúc này linh hồn có chút hư vô mờ mịt kia của hắn dường dư bắt đất thực chất hóa hơn không ít linh hồn lực chính là vật hư vô mờ mịt không ảnh không hình mà võ giả linh giả sau khi tu luyện tới một trình độ nhất định có thể đem nó hóa thành thực chất tới trình độ nhất định còn có thể rời khỏi cơ thể a nói không xa thánh thủ linh tôn chính là tồn tại đạt tới cấp độ này một đạo linh hồn có thể lưu lại mấy ngàn năm đột phá linh sĩ nhị trọng rồi a cố gắng đột phá tam trọng vậy, Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, đã lâu nay hắn chưa đột phá được tu linh sĩ, mà lúc này cỗ năng lượng trong khí hải kia hắn mới chỉ luyện hóa được không đến một phần 10 a. Tiếp tục luyện hóa, Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, tiếp tục luyện hóa năng lượng bên trong linh hồn thần dịch. Ánh sáng ban mai chiếu xuống núi nói, vạn vật dường như đều từ trạng thái ngủ say tỉnh lại. Ánh mặt trời chiếu xuống những giọt sương trên lá, hơi nước bốc lên, không khí được tẩy rửa một lần khiến cho người ta vô cùng sảng khoái. Siêu trong sơn động, Lục Thiếu Du thở ra một ngụm trọc khí, lập tức đình chỉ tu luyện, quang mang nhàn nhạt, nhạt quanh thân nhanh chóng thu vào cơ thể, hai mắt bắt ra tinh quang thâm thúy, ánh mắt vô cùng trong suốt. Linh sĩ tam trọng đỉnh phòng, đêm nay hẳn có thể đột phá tới tứ trọng. Cảm giác được linh lực trên người, trong lòng Lục Thiếu Du không nhịn được mà kinh hãi. Chân khí dưới sự giúp đỡ của linh hồn thần dịch không ngờ lại mạnh mẽ hơn không ít. Lúc này hắn cảm giác được linh hồn của chính mình, hắn cũng vô cũng kinh ngạc. Vốn linh hồn kia hư vô mờ mịt, lúc này hắn lại cảm nhận được sự tồn tại của nó. Quả thực tác dụng của linh hồn thần dịch với linh hồn vô cùng lớn. Linh hồn thần dịch, không hổ là bảo vật của vạn thú tông. Lục thiếu du cảm thán, lần này không tới được phân dương tông ngược lại lại là một chuyện tốt đối với hắn. Trong sơn mạch vụ đô này hắn đã chiếm được không ít thứ tốt, lại còn bái một vị sư phụ tiện nghi, chiến được thiên linh lục bao người mơ ước. Lúc này lại thêm bảo vật của Vạn Thú Tông nữa. Nếu như ngày đó hắn đi tới Vân Dương Tông sợ rằng cũng không có những cơ hội này. Tần Thiên Hạo, chờ ta trở về a, à, để xem ngươi mạnh hay ta mạnh. Lục Thiếu Du mỉm cười thầm nghĩ, Tần Thiên Hạo, chờ khi ta trở lại đợi xem ngươi mạnh hay ta mạnh hơn. Lúc trước trong trấn Thanh Vân, Tần Thiên Hạo được kiểm tra là linh sĩ đệ tam trọng, hiện tại Lục Thiếu Du đã đột phá đến linh sĩ đệ tam trọng. Khi về Vân Dương Tông, Lục Thiếu dù thật muốn nhìn xem đệ tử thân truyền được Vân Dương Tông chú trọng bồi dưỡng so với kỳ ngộ của hắn thì ai mạnh ai yếu. Lục Thiếu dù gói ghém hành lý rời khỏi sơn động, ban ngày tu luyện ở đây không an toàn. Bạo lang dòng binh đoàn, lại tiếp tục nào. Trong một khu rừng có ba nam nhân mặc đồ đen cẩn thận đi đường. Xui xẻo quá, năm người hoàng lão tam đã chết, chỉ mong chúng ta đừng gặp tiểu tử kia. chương 141, rơi vào vây công 1. Chuyện được thực hiện bởi audio com một nam một nữ đó cũng thật tình, nếu sớm rời đi thì chúng ta không cần lo âu hoảng hốt thế này, giờ vẫn cứ quanh quẩn ở đây. Trời ơi, chỉ mong ta đừng gặp bọn họ, ta không muốn chết. Tiểu Đào Hồng còn chờ ta trở về chuộc thân cho nàng, ta đã hứa rồi. Hy vọng người khác tìm được bọn họ, chúng ta đừng gặp phải. Ba nam nhân áo đen cẩn thận đi trong rừng cây, Bạo Lang dòng binh đoàn liên tục có thành viên bị đánh chết làm bọn họ thầm run. Chợt một thanh âm trầm thấp lạnh lùng vang lên, các ngươi rất xui, gặp rồi đây từ ngọn cây cao chọc trời có ba chỉ ấn nóng rực kèm theo tiếng xé gió sắc. Bén bay tới, phản ứng đầu tiên của ba nam nhân áo đen là nhìn sau lưng, nhưng không ngờ ba chỉ ấn đến từ trên đầu. Chớp mắt ba lỗ máu hiện ra, ba người chưa thấy là ai đã bị đánh chết. Lục thiếu du nhảy xuống thân cây, trải qua rèn luyện trong sơn mạch vụ đô, hiện tại kinh nghiệm đánh nhau hay kỹ xảo của hắn đã tiến bộ lớn. Cộng với lục thiếu du là vũ sĩ thất trọng, thực lực hơn xa lúc ở Trấn Thanh Vân nhiều ba nam nhân áo đen chỉ là vũ sĩ tam trọng, không đánh lại lục thiếu du được. Dọn dẹp hiện trường xong lục thiếu du rời đi, tiếp tục đến nơi khác. Lục thiếu du không tìm được gì trên người ba nam nhân áo đen, hắn nghĩ tài sản của bạo lang dòng binh đoàn đều ở trong tay ba thủ lĩnh. Năm canh giờ sau, hai nam nhân mặc áo đen chết trong một sơn cốc, lục thiếu du lại nghênh ngang đi tiếp. Bốn canh giờ sau, có ba nam nhân khác tắt thở. Trong đó tiểu long đánh chết một người, lục thiếu du giết hai. Trong vòng một ngày Lục Thiếu Du giết 8 người, toàn bộ là người của Bạo Lang Dòng binh đoàn. Hôm nay Lục Thiếu Du gặp người của nhiều Dòng binh đoàn khác nhưng hắn nhanh chóng tránh đi trước khi chạm mặt. Ban đêm, Lục Thiếu Du tìm một sơn động ẩn khuất. Hắn lấy linh ngọc sàng ra khỏi chữ vật giới chỉ, ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa linh hồn thần dịch trong không gian khí hải linh lực trong đầu. Các tia năng lượng bị Lục Thiếu Du luyện hóa, hóa thành linh lực tinh thuần tụ tập trong không gian khí hải, hơi thở quanh thân hắn tiếp tục tăng lên. Năng lượng quá khổng lồ, lục thiếu du cảm giác linh lực của mình tăng nhanh vùn vụt. Trong lúc luyện hóa linh ngọc sàng truyền một luồng năng lượng vào người lục thiếu du, khiến hắn luyện hóa năng lượng càng thêm tinh thuần. Lục thiếu du có suy đoán về linh ngọc sàng, có lẽ sư phụ thánh thủ linh tôn không hoàn toàn hiểu biết công hiệu của linh ngọc sàng. Đêm qua trong lúc nguy cấp, linh ngọc sàng đã cứu mạng lục thiếu du. Linh ngọc sàng như đã thông linh, có lẽ nó ẩn giấu bí mật gì đó một đêm chậm rãi trôi, trong rừng cây có nhiều yêu thú, dã thú gầm giống. Sơn động tràn ngập mùi của tiểu long nên không có yêu thú nào dám đến gần, lục thiếu du có thể yên tâm tu luyện. Đến dạng sáng khí thế quanh thân lục thiếu du tăng lên, phần sáng trắng trong suốt bao bọc cơ thể hắn trở nên rực rỡ trói lòa. Trong đầu lục thiếu du có nhiều linh lực tràn ngập trong không gian khí hải. Linh lực trướng tăng rồi áp xúc không gian khí hải lại được khuếch trương. Khí thế trên người lục thiếu du tăng mạnh một hơi lên đến linh sĩ đệ tứ trọng khí thế quanh quẩn thật lâu, khi tia ban mai chiếu xuống, lục thiếu du chậm rãi thu về ánh sáng quanh thân, ngừng tu luyện. Lục thiếu du thở hắt ra, phù, lục thiếu du đứng dậy, tiểu long vặn vẹo người hang hái bỏ vào lòng bàn tay lục thiếu du, đầu nhỏ lắc lư, dường như tiểu long rất vui vì hắn đột phá. Cảm giác linh lực linh sĩ đệ tứ trọng, khóe môi lục thiếu du cong lên. Hắn quay sang cất linh ngọc sàng, lục thiếu du ngày càng quý trọng linh ngọc sàng hơn, nó không đơn giản, có lẽ sau này hắn sẽ tìm hiểu xem bên trong linh ngọc sàng chứa bí mật gì. Lục Thiếu Du đột phá linh sĩ đệ tứ trọng đã cảm giác được năng lượng khổng lồ chứa trong linh hồn thần dịch, hắn chỉ mới luyện hóa được 3 phần 10 năng lượng này. Cùng với đột phá, linh hồn lực hư vô trong đầu Lục Thiếu Du ngưng tụ hơn nhiều, giống trẻ sơ sinh trong tử cung mẫu thân, từ một đoàn tinh khí. Huyết dịch cuối cùng ngưng tụ thành hình rồi trưởng thành, linh hồn trong đầu Lục Thiếu Du cũng vậy, bắt đầu thành hình, từ từ trưởng thành. Lục Thiếu Du mỉm cười nói: Tiểu Long, chúng ta đi. Hôm nay không cho ngươi ra tay. Tiểu Long xoay tròn mắt chừng lục thiếu du, nó chui vào trong ống tay áo của hắn, nó lại giận dỗi rồi. Trong một góc rừng có tiếng gào thảm thiết phá vỡ tĩnh lặng. A, à, khi có người chạy tới, trên cái cây to đã treo ba cái xác cột bằng dây leo. Ngực mỗi người thủng một lỗ, miệng sùi bọt mép, con người tan rã, bộ dạng chết rất thê thảm. Trên cây cao có hàng chữ viết bằng máu, bạo lang dòng binh đoàn, không chừa một người, tiếp tục trả thù. Suốt cuộc bạo lang dòng binh đoàn đắc tội ai mà mấy ngày nay đã có mười mấy người chết. Chắc đắc tội cường giả nào đó, giờ đối phương đến trả thù. Nói chung bạo lang dòng binh đoàn chọc phải người không nên chọc, chúng ta cũng nên cẩn thận chút, đừng trêu vào người này. Nhiều người tụ tập lại thấy ba cái xác thì xì xầm bàn tán, không ai muốn dây dưa với loại người này. Chỉ trong vài ngày có một nửa thành viên bạo lang dòng binh đoàn bị giết, còn lại mười người cảm thấy bất an, nỗi sợ chết chóc bao trùm trong lòng bọn họ nam nhân cầm cây búa cao rộng quát mắng. Chết tiệt, ta phải lột ra hai người kia ra. Nam nhân vạm vỡ nổi giận nói. Tụ tập mọi người lại hết, ngươi và ta chia đội đi lùng sục, phải tìm ra bọn chúng. Nhị thủ lĩnh giận dữ nói. Nếu ta tìm ra hai người đó chắc chắn sẽ chém nát chúng ra. Trong một sơn cốc, một con yêu thú nhị dai trung dai nằm trước mặt lục thiếu du, hắn vốn rất nhiều công sức mới giết được nó. Lục thiếu du cười vừa lòng, dọn dẹp rồi ra khỏi sơn cốc trong sơn mạch vụ đô này khu vực giáp danh bình thường chỉ có yêu thú nhị giai rừng sâu mới có yêu thú tam giai xuyên qua sơn mạch vụ đô là cổ vực nghe nói muốn đi cổ vực cần vượt qua tận cùng sơn mạch vụ đô nơi có yêu thú tứ giai khủng bố cường giả đẳng cấp vũ phách cũng không dám tùy tiện đi qua đó lục thiếu du cực kỳ vừa lòng mình tiến bộ trong thời gian này trong vũ giả ngũ hệ hiện tại lục thiếu du chỉ còn thiếu vũ kỹ phong hệ mộc hệ còn lại vũ kỹ hỏa hệ thổ hệ thủy hệ đều có đủ Lục Thiếu Du có hai loại vũ khí hỏa hệ là nộ diễm quyền, hỏa ảnh chỉ. Tuy chỉ là vũ khí sơ giai tinh giai nhưng sức Lục Thiếu Du bây giờ đã đủ dùng. Vũ khí phong hệ có tốc độ nhanh nhất, vũ khí mục hệ xảo quyệt nhất. Hai thuộc tính vũ khí này là thứ Lục Thiếu Du mong chờ, khi nào hắn tu luyện hết ngũ hệ, khi đó thực lực sẽ tiến bộ thêm một bậc. Nhưng vũ khí hai thuộc tính này cũng đã khó cầu, Lục Thiếu Du định chờ khi nào đến Vân Dương Tông sẽ tìm cách sau. Có bốn loại vũ khí, một loại linh khí Chủ tước quyết kỳ lạ, tạm thời đủ cho lục thiếu du dùng. chương 142, rơi vào vây công 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Bạo lang dòng binh đoàn còn 10 người, trừ hai thủ lĩnh ra có 8 thành viên, tiếp tục. Buổi sáng lục thiếu du từ trong đầu thành viên bạo lang dòng binh đoàn thăm dò tình huống, nắm rõ tình hình bạo lang dòng binh đoàn. Lục thiếu du sử dụng siêu linh thuật quen tay hơn nhiều. 8 thành viên bạo lang dòng binh đoàn thực lực khá mạnh, cao nhất là vũ sĩ thất trọng, những người khác cỡ vũ sĩ tam trọng, tứ trọng. Lục thiếu du không để bụng cỡ như bọn họ, miễn không đụng phải hai thủ lĩnh là được. Lục thiếu du nhận định bây giờ hắn thúc giục thanh linh khải giáp muốn giết vũ sĩ bát trọng không khó. Nếu vận dụng vũ khí hoàng giai nộ hải cuồng khiếu giết vũ sư nhất trọng có lẽ cũng không khó. Lần trước lục thiếu du có phần may mắn mưu lợi mới giết được tam thủ lĩnh nhưng uy lực của nộ hải cuồng khiếu cũng rất mạnh. Đao hồn kỹ, chủ tước quyết tụy uy lực mạnh mẽ nhưng không thể tùy tiện sử dụng, thứ đó tiêu hao quá đáng sợ. Ủa, là người của bạo lang dòng binh đoàn. Trong một góc rừng có hai bóng người xuất hiện, đôi mắt lục thiếu du tối sầm, là người của bạo lang dòng binh đoàn. Lục thiếu du thầm nhủ, đến đây, lại hai người. Lục thiếu du lặng lẽ tới gần, đánh ngay trước mặt khó giết người, dễ mời đến người khác nên lục thiếu du chọn cách đánh lén, vừa mau vừa có hiệu quả. Hai nam nhân, một trước một sau cẩn thận tiến lên, mắt liếc bốn phía lộ tia sợ hãi. Lục thiếu du cười khẩy thầm nghĩ, hai vũ sĩ tam trọng, không thành vấn đề. Chân khí phát tán, lục thiếu du lao ra từ bụi cỏ trước mắt lao hướng hai nam nhân. Hai luồng hỏa ảnh chỉ xé gió bay ra, nguy rồi, tiếng xé gió sắc bén ập đến từ sau lưng, hai nam nhân có tu vi vũ sĩ tam trọng, không yếu. Hai người biến sắc mặt cùng ngoái đầu, lập tức dựng lên hộ thân cương khí quanh thân. Nhưng hai nam nhân bối rối vội dựng hộ thân cương khí nên sức phòng ngự có hạn, hỏa ảnh chỉ xé gió lao nhanh tới trước mặt bọn họ xoẹt xoẹt, thoáng chốc hộ thân cương khí của hai nam nhân tan vỡ, hai người không kịp né trách, ngược thủng lỗ máu. Hai nam nhân cứng ngắc té xuống đất, đột nhiên lục thiếu du nét mặt xa sầm nói. Nguy rồi, lục thiếu du nhanh nhẹn lùi sang bên cạnh, trong ý thức vô hình chung cảm giác vô số nguy hiểm đến gần. Ba bóng người xuất hiện gần chỗ lục thiếu du vừa đứng. Tiểu tử, ta xem lần này ngươi trốn đi đâu được. Người nói chuyện là nhị thủ lĩnh bạo lang dòng binh đoàn. Lục thiếu du nhìn chằm chằm ba người trước mặt vũ sư tam trọng, một vũ sĩ si tứ trọng, một vũ sĩ si tam trọng. Xem ra hai nam nhân vừa rồi là mồi dụ lục thiếu du ra. Lục thiếu du nhìn chăm chú ba người phỏng đoán thực lực của bọn họ. Nhị thủ lĩnh không dễ đối phó, nếu nam nhân vạm vỡ đại thủ lĩnh đến thì càng rắc rối hơn. Lục thiếu du sắc mặt âm trầm, thầm nghĩ đi trước là hơn. Chân khí vận chuyển dưới chân, lục thiếu du nhảy người ra sau. Nam nhân cầm búa hét to một tiếng, muốn trốn, không dễ vậy nam nhân cầm búa nhanh như chấp lao lên, lưỡi búa rạch phá hư không chém lưng lục thiếu du. Lưỡi búa xé dòng khí hùng hổ lao tới, uy lực không thể khinh thường. Đòn công kích của vũ sư tam trọng không thua gì lục vô song. Lúc ở lục gia lục thiếu du từng đánh nhau với lục vô song, biết sự lợi hại của vũ sư. Ánh sáng vàng nhanh chóng bao phủ toàn thân lục thiếu du, thanh linh khải giáp đã bao bọc người, hắn nhanh chóng né thoát nhát búa. Dầm, lưỡi búa chém vào một thân cây to rách một đường sâu mấy thước, cây lắc lư, lá cây rơi đầy đất. Trong thời gian này nam nhân cầm búa đã ngăn trước mặt lục thiếu du. Tiểu tử, ta muốn báo thù cho lão tam, chém chết ngươi. Nhị thủ lĩnh hùa búa to lại chém xuống, chân khí cuồng bạo chấn động dòng khí xung quanh vặn vẹo. Lục thiếu du nhanh như chớp né tránh, chân khí tuôn ra vỗ một trường. Trường màu vàng đất đập vào lưng nhị thủ lĩnh, nam nhân cầm búa hử lạnh một tiếng. Hừ, trường ấn biến đổi, chân mang theo khí kình mạnh mẽ đá sau ra, người vặn vẹo quay về hai lực lượng tuôn ra, trong lực công kích chứa lực lượng cường đại. Nhanh chóng chút xuống, khí lưu tan tác, lục thiếu dù bị đẩy ra, một luồng sức mạnh dồn vào tay hắn. May mà có thanh linh khải giáp ngăn lại phần lớn sức mạnh, lục thiếu du không bị tổn thương quá lớn. Nhưng hắn càng cảnh giác thực lực vũ sư tam trọng hơn. Nam nhân cầm búa lạnh lùng nói, tiểu tử, người dám đối phó bạo lang dòng binh đoàn chúng ta, đây là muốn chết. Lúc này hai nam nhân vũ sĩ tứ trọng, vũ sĩ tam trọng tự chém ra nhát đao, một là vũ giả thổ hệ, một là vũ giả thủy hệ, đòn công kích zip gào lao tới trước mặt lục thiếu du. lúc này lục thiếu du đành nhờ vào tiểu long hỗ trợ. tiểu long, mau giúp ta. lục thiếu du hiểu thực lực của tiểu long đối phó những vũ sĩ nhị giai hoàn toàn không thành vấn đề. vù vù vù, lục thiếu du chưa nói xong một luồng sáng vàng nhanh như chớp bay ra khỏi ống tay áo. ánh sáng vàng cực nhanh, mắt người khó bắt giữ. luồng đao quang của vũ sĩ tứ trọng bị ánh sáng vàng đụng nát chỉ chớp mắt ánh sáng vàng rơi vào cổ nam nhân vũ sĩ tứ trọng tiếng hét thảm vang lên a à, vũ sĩ tứ trọng té dưới đất phá lục thiếu du tung một chiêu nộ diếm quyền ánh sáng nóng rực đánh vào đao quang của vũ sĩ tam trọng hai luồng kinh khí đụng chạm tan tác vũ sĩ tam trọng lảo đảo thụt lùi đẳng cấp vũ sĩ tam trọng không đỡ nổi một kích dốc hết sức của vũ sĩ thất trọng khóe môi gã chảy máu chết đi lục thiếu du tấn công rồn rập toàn dùng sát chiêu nhân tử với kẻ thù là đào mồ chôn mình năm hỏa ảnh chỉ xé gió bay đi vẻ mặt của nam nhân vũ sĩ si tam trọng đầy vẻ kinh hoàng vội vàng dựng lên hộ thân cương khí nhưng hai hỏa ảnh chỉ đã đâm nát hộ thân cương khí còn lại ba hỏa ảnh chỉ để lại ba lỗ thủng trên người vũ sĩ si tam trọng nhị thủ lĩnh cầm búa kinh ngạc kêu lên ngươi là vũ giả song hệ nhị thủ lĩnh nhìn chằm chằm tiểu long đã leo lên vai lục thiếu du yêu thú nho nhỏ lại có thể chớp mắt giết vũ giả tu vi vũ sĩ si tứ trọng yêu thú này không tầm thường kinh ngạc qua đi nam nhân cầm búa này bàn tay tỏa ánh sáng trắng trói mắt, luồng sáng xuyên qua rừng cây nổ tung trên bầu trời. Lòng lục thiếu du trầm xuống, nguy rồi, nhị thủ lĩnh đang kêu gọi người khác đến, lục thiếu du phải rời đi ngay khi còn kịp. Đã tung ra tín hiệu, nhị thủ lĩnh không do dự gì nữa, gã hô búa to, lưỡi búa cắt khí lưu giấy lên kinh khí cuồng bạo, tiếng xé gió chói tai chém xuống đầu lục thiếu du. Cảm giác kinh khí hung mãnh chuyển đến, lục thiếu du biến sắc mặt trong lòng bàn tay lục thiếu du bắn ra kinh khí, nhanh chóng lùi ra sau. Khai sơn trưởng ập đến, nam nhân cầm búa hét to một tiếng, phá, nhát búa chém xuống, khai sơn trưởng nứt vỡ. Nhị thủ lĩnh dẫn tới trước đuổi theo lục thiếu du, hơi không người, nhát búa đến tiếp. Nhị thủ lĩnh giống to, tiểu tử, người đi chết đi, chương 143, cô nương nóng bỏng một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Tiểu Long bay vọt ra khỏi vai Lục Thiếu Du nhanh như chấp hướng tới nhị thủ lĩnh, tốc độ cực mau, nhanh không thua gì tia chấp. Nhị thủ lĩnh nét mặt xa sầm, lưỡi búa chém ngang hướng tới Tiểu Long ngăn giữa hai người. Yêu thú kỳ lạ làm nhị thủ lĩnh hơi băn khoăn nên không dám khinh thường. Xẹt xẹt xẹt, quanh thân Tiểu Long khuếch tán lửa màu vàng, miệng phun ra lửa vàng. Không gian vặn vẹo, lửa đốt không khí, khí lưu bị lửa đốt cháy. Đây là yêu thú gì? Nhị thủ lĩnh cảm giác nhiệt độ nóng cháy, chân khí của gã hơi chạm vào lửa vàng liền bị đốt tan. Nhị thủ lĩnh chưa từng thấy yêu thú nào khủng bố như vậy, gã nhanh chóng lùi lại. Nam nhân cầm búa không dám đối kháng ngọn lửa vàng, nhưng tốc độ của tiểu long vượt sức tưởng tượng của nhị thủ lĩnh, chớp mắt xuyên qua khí lưu không gian. Thân hình nho nhỏ biến dài 15 thước, thô cỡ miệng chén, phải vàng rậm rạp phủ thân thể phát ra ánh sáng. Chói mắt, đầu tiểu long đột nhiên to ra, thè lưỡi ra, răng nanh sắc nhọn lóe tia sáng lạnh uy nhiếp khổng lồ khuếch tán không gian, các yêu thú gần đó cảm nhận hơi thở vô hình trong không khí sợ hãi chạy tứ tán. Đây là lần thứ hai Lục Thiếu Du trông thấy cơ thể Tiểu Long thay đổi, so với lần trước thì lần này thân hình Tiểu Long lớn hơn nhiều. Nhị thủ lĩnh chân chân nhìn Tiểu Long biến hình, cực kỳ kinh ngạc kêu lên. Đây là khí thế từ người Tiểu Long khiến linh hồn nhị thủ lĩnh cảm nhận nguy hiểm cực độ. Lục Thiếu Du định tiến lên hỗ trợ nhưng Tiểu Long chuyển ý thức không cho hắn xen vào, nó muốn một mình đối phó nhị thủ lĩnh. Lục Thiếu Du không biết tại sao Tiểu Long muốn làm vậy nhưng chắc chắn có lý do của nó. Lục Thiếu Du không lo Tiểu Long gặp nguy hiểm, lúc ở Lục Gia, cường giả đẳng cấp vũ phách còn không thể làm thương Tiểu Long được, nhị thủ lĩnh mới chỉ là vũ sư, tất nhiên không thể gây tổn thương cho Tiểu Long. Vút, cơ thể Tiểu Long căng ra, nó vào tới trước hóa thành tàn ảnh màu vàng lao vào nhị thủ lĩnh. Tiểu Long như cây roi dài xé gió bay tới, nhị thủ lĩnh giật nảy mình, nhưng gã dù gì thì cũng là có tu vi vũ sư, gã múa búa to, bóng búa dập trời chắn trước mặt. Chân khí cuồng bào tràn ra, Giang rác, kinh khí va chạm, khí lưu trong không gian bị đè ép, vang tiếng nổ trầm đục. Người tiểu long đụng mạnh vào màn búa làm màn phòng ngự bị lõm vào trong. Nhị thủ lĩnh kinh ngạc lảo đảo thụt lùi, tiểu long đáp xuống đất, nó không thể lơ lửng trong không trung quá lâu. Ngay khi tiểu long chạm đất, nhị thủ lĩnh kết ấn, chân khí tuôn trào. Mặt đất nứt nẻ li ti, đất cát bay lên, cây to chọc trời xung quanh lung lay mặt đất bốc lên đất cát thành cơn bão thổi hướng tiểu long khí thế cường đại ầm ầm khuếch tán mấy cây to xung quanh bắt đầu sụp đổ lục thiếu du lo lắng hét lên tiểu long cẩn thận gri gri đôi mắt đen láy của tiểu long vẫn rất bình tĩnh ngay khi bão cát ập hướng tiểu long cơ thể dài hơn 10 trượng vọt lên chui vào trong bão cát ngọn lửa bao phủ người tiểu long trong bão cát khủng bố tiểu long xuyên thủng một con đường bão cát không thể đến gần nó xẹt 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 tốc độ quá nhanh nhị thủ lĩnh chỉ thấy một luồng sáng vàng xuyên thấu đòn công kích của gã rồi đụng mạnh vào người gã răng nhọn xé nát hộ thân cương khí nhị thủ lĩnh hoảng hốt chém xuống một búa đinh búa to chém xuống lưng tiểu long nhưng chỉ để lại một vết hằn nhạt nhòa miệng tiểu long thì cắn ngay cổ nhị thủ lĩnh da nhị thủ lĩnh khô héo mặt gã trắng bệch trong mắt lồi ra chỉ dây lát gã rút nhỏ một vòng thành xác chết lục thiếu du kinh ngạc kêu lên tiểu long giết nhị thủ lĩnh Tuy Lục Thiếu Du biết Tiểu Long không đơn giản nhưng hắn không rõ thực lực mạnh nhất của nó đến trình độ gì, xem tình hình vừa rồi có lẽ. Chưa phải tất cả thực lực của Tiểu Long, Lục Thiếu Du đến bên cạnh Tiểu Long, cẩn thận kiểm tra lưng nó. Tiểu Long có sao không? Mới rồi nhát búa của nhị thủ lĩnh chém chúng Tiểu Long làm Lục Thiếu Du rất lo, may mắn nó không bị gì, trừ vết hằn mở ra không còn gì khác. Tiểu Long ngước lên nhìn Lục Thiếu Du, khóe môi treo tơ máu, nó đắc ý lắc đầu. Xì xì cơ thể tiểu long biến thành kích cỡ 15 ly thước, nhỏ hơn vừa rồi gấp trăm lần. Chúng ta nên đi, lục thiếu du lục tìm một túi không gian trên người nhị thủ lĩnh, sau đó một người một thú đi nhanh. Lục thiếu du đã thấy nhiều người kéo đến gần, lục thiếu du rời đi không lâu có mấy người xuất hiện, tiếp theo có người lục tục chạy tới. Hình như là nhị đương gia của bạo lang dòng binh đoàn, sao thành ra thế này? Trên cổ có vết thương, lại yêu thú làm, chắc chắn là yêu thú tam giai. Mấy người này thì bị người đánh chết, có cường giả mang yêu thú theo. Cách giết người giống như người đã giết các thành viên bạo lang dòng binh đoàn. Bạo lang dòng binh đoàn đã đắc tội với ai? Bây giờ nhị đương ra cũng chết, đó là vô sư tam trọng. Có mấy bóng người chen lấn đám đông đến gần xác nhị thủ lĩnh, là đám người đại thủ lĩnh cao to. Nam nhân vạm vỡ nhìn chằm chằm mấy cái xác, dưới đất, đôi mắt lạnh băng. Đại thủ lĩnh nhìn tín hiệu liền chạy tới ngay, nhưng không ngờ vẫn chậm một bước. Một nam nhân hoảng loạn hỏi, đại đoàn trưởng, chúng ta làm gì bây giờ? Nhị đoàn trưởng đã chết, các thành viên biết không đánh lại hung thủ. Nam nhân vạm vỡ giống to, tìm, phải tìm ra bọn chúng. Đám người xung quanh xem náo nhiệt xong lục tục rời đi. Hai canh giờ sau, trong một rừng cây trong sơn mạch, lục thiếu du dừng bước. Lục thiếu du hỏi, tiểu long sao vậy? Tiểu long nằm trên vai lục thiếu du, quanh người tỏa ánh sáng mở nhạt. Tiểu long thè lưỡi, mắt nhỏ muốn nói gì với lục thiếu du? Xeo xeo, lục thiếu du kinh ngạc hỏi, ngươi nói là sắp đột phá tiểu long gật nhẹ đầu bò vào ngực lục thiếu du ngủ thiếp đi lục thiếu du nghĩ tiểu long muốn một mình đánh nhau với nhị thủ lĩnh chắc vì nó cảm giác nhị thủ lĩnh giúp ích cho nó sau khi nuốt lực lượng của gã thì có thể đột phá lục thiếu du thì thầm ngươi cứ đột phá đi không biết lần này tiểu long đột phá mất bao lâu một mình lục thiếu du ở trong sơn mạch vụ đô càng phải hết sức cẩn thận lục thiếu du thầm nghĩ tìm chỗ an toàn đã lục thiếu du định bụng trốn một thời gian hắn không đánh lại đại thủ lĩnh của bạo lang dòng binh đoàn, dù có vạn dụng chu tước quyết cũng thua. Sau khi lục thiếu du sử dụng chu tước quyết thì hắn sẽ nguy hiểm khi lang thang trong sơn mạch vụ đô. Lục thiếu du nhìn phương hướng, hắn biến mất tại chỗ. Trong thời gian này lục thiếu du sẽ tranh thủ luyện hóa linh hồn thần dịch trong không gian khí hải trong đầu. Ban đêm lục thiếu du tìm thấy một chỗ ẩn khuất, trên hiệp cốc có mấy sơn động thiên nhiên, một sơn động thích hợp cho lục thiếu du cư ngụ hiệp cốc này rất ẩn khuất, bên dưới có cái ao nước trong. Ao bốc hơi nước, là suối nước nóng hiếm gặp, chương 144, cô nương nóng bỏng hai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Thấy suối nước nóng lục thiếu du liền nhảy vào tắm kỳ, rồi vào sân động. Đầu tiên lục thiếu du nhỏ máu nhận chủ túi không gian của nhị thủ lĩnh, mở túi ra, hắn mỉm cười. Trong túi không gian có tài sản giá trị hơi bị lớn, 3 viên đan dược tam phẩm, 20 viên đan dược nhị phẩm, ba vạn kim tệ, nhiều dược liệu khác, ra lông yêu thú linh tinh, xem như thu hoạch không nhỏ. Lục thiếu du cất kim tệ, lấy linh ngọc sàng ra, khoanh chân ngồi, hắn chậm rãi luyện hóa năng lượng khổng lồ trong linh hồn thần dịch. Trong thời gian tiếp theo lục thiếu du không rời khỏi sơn động, hắn nghĩ nếu hoàn toàn chuyển hóa linh hồn thần dịch thành năng lượng, đẳng cấp linh giả ít nhất có thể đến linh sĩ lục trọng trở lên. Thực lực của lục thiếu du sẽ tăng mạnh, uy lực khi thi triển đao hồn kỹ sẽ mạnh hơn nhiều một lát sau quanh người lục thiếu du tràn ngập vầng sáng trắng trong suốt, một linh lực khuếch tán, khí thế tăng lên. Lục thiếu du tiến vào trạng thái tu luyện, thời gian chậm rãi trôi. Lục thiếu du trong trạng thái tu luyện không có khái niệm về thời gian, hoàn toàn chìm đắm vào tu luyện, linh lực trong đầu không ngừng tăng mạnh. Trong sơn mạch vụ đô thật lâu không có tin về kho báu, những người kéo đến đây bắt đầu bỏ đi. Dù sao người vào sơn mạch vụ đô vì đào vàng, nếu không có kho báu cũng cần tìm dược liệu, yêu thú vất phát. Trên một sườn núi có hai bóng người bước chậm, đi đầu là thiếu nữ xinh đẹp mặc áo xanh, vóc dáng thướt tha. Đi đằng sau là một nha hoàn thanh tú, nha hoàn thanh tú cào nhau. Tiểu thư, chúng ta đi vào đã lâu, hay mình về đi? Thiếu nữ tuyệt sắc đi đằng trước nói, chúng ta còn chưa tìm được kho báu, làm sao đi được? Nếu người sợ thì về trước, nha hoàn thanh tú đi sau phàn nàn. Tiểu thư quên sao, hôm nay có yêu thú tam giai tập kích chúng ta, làm ta suýt mất mạng. Thiếu nữ tuyệt sắc nói chỉ là yêu thú tam giai sơ kỳ, ta cũng đã giết nó, người sợ gì? Chợt năm bóng người xuất hiện trên sườn núi. Ha ha ha, ra là hai cô nương, dám một mình đến sơn mạch vụ đô. Là năm nam nhân, hai người có khí thế vũ sư, ba người đẳng cấp vũ sĩ. Nhà hoàn thanh tú dựa vào gần thiếu nữ tuyệt sắc, vẻ mặt hoảng sợ kêu lên. Tiểu thư, thiếu nữ tuyệt sắc nhìn chằm chằm năm người, ánh mắt sắc bén bắn ra tia lạnh. Các ngươi là ai? Nam nhân dẫn đầu mặc áo vàng, khoảng 40 tuổi, tóc ngắn mắt hí. Ha 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 ha, chúng ta là ai?" Nam nhân áo vàng cười xong nheo mắt nói, "Giao hết mọi thứ trên người của các ngươi ra, bao gồm thân thể, chúng ta sẽ tha cho hai cô nương con đường sống." "Đại ca, hai cô nương này còn non, không chừng còn trong trắng." Ánh mắt dâm dục quét qua thân hình yêu kiều của thiếu nữ tuyệt sắc. Một nam nhân khác cười khả ổ, "Ha ha ha, vừa lúc để chúng ta khai bao, tiểu cô nương đừng sợ, ca ca rất dịu dàng." thiếu nữ tuyệt sắc nhướng mày nói đồ vô sỉ xéo ngay nếu không ta sẽ không khách sáo mặt thiếu nữ tuyệt sắc lạnh băng mắt bắn ra khí thế khiếp người nam nhân thủ lĩnh cao to cười dâm cô nương nóng bỏng ta thích nam nhân thủ lĩnh cao to đi hướng thiếu nữ tuyệt sắc cho ca ca ôm một cái thiếu nữ tuyệt sắc hừ lạnh một tiếng đáng chết không biết thiếu nữ tuyệt sắc làm gì không ai thấy rõ một tàn ảnh màu xanh lóe ánh sáng lam cắt vỡ dòng không khí xé dao bay tới nam nhân thủ lĩnh cao to giật mình kêu lên, vũ sư thủy hệ, nam nhân thủ lĩnh cao to không ngờ thiếu nữ hiểu điệu lại là vũ sư, khí thế không dưới gã. Nam nhân thủ lĩnh cao to nhanh chóng thụt lùi, gã có thực lực vũ sư ngũ trọng, trong khu vực biên giới sơn mạch vụ đô này hiếm khi gặp đối thủ. Nam nhân thủ lĩnh cao to làm nghề mua bán ăn cướp chấn lột, trước giờ gã chưa từng thua ai. Nam nhân áo vàng vừa thụt lùi vừa cong lưng rồi vọt lên, thoáng chốc né tránh tàn ảnh màu lam ánh sáng vàng đất bao bọc quyền ấn đập mạnh vào thiếu nữ tuyệt sắc thiếu nữ tuyệt sắc hừ lạnh một tiếng hừ người thiếu nữ tuyệt sắc tuôn ra chân khí vàng đất nắm tay ngọc cũng tràn ngập ánh sáng vàng đất đấm tới bùm vang tiếng nổ trầm đục trên sườn núi không gian nơi hai quyền ấn va chạm khuếch tán chân khí mặt đất bị lực lượng cường đại nổi gió tốc lên một lớp cát đá vụn bay đầy nam nhân áo vàng phun ra búng máu phụt nam nhân áo vàng không phải chủ động thụt lùi mà là bị đánh bay đập mạnh xuống đất nam nhân áo vàng té xuống đất lại phun búng máu, biểu tình kinh hoàng. Vũ sư cửu trọng song hệ, nam nhân áo vàng không ngờ đối phương là vũ sư cửu trọng song hệ. Thiếu nữ tuyệt sắc hừ lạnh một tiếng, chết đi, tay thiếu nữ tuyệt sắc bắn ra ánh sáng xanh thoáng chốc đến trước mặt nam nhân áo vàng. Nam nhân áo vàng vùng vẫy bỏ dậy, lại một luồng sáng xanh bay tới, lực lượng cường đại nâng cơ thể nam nhân áo vàng lên trên cao rồi té cái rầm xuống đất, gã há mồm hộp máu sen lẫn mảnh nhỏ nội tạng, dây lát sau tắt thở đại ca chết rồi chạy mau bốn nam nhân khác biểu tình kinh hoàng co giò chạy trốn thiếu nữ tuyệt sắc lại hừ lạnh một tiếng hừ không biết tự lượng sức mình dám trêu vào bản tiểu thư luồng sáng lam bay vào tay thiếu nữ tuyệt sắc biến mất nàng không định đuổi theo bốn người kia nha hoàn thanh tú run rẩy nói tiểu thư chúng ta trở về đi nơi này quá nguy hiểm thiếu nữ tuyệt sắc mỉm cười nói sợ gì có gì mà nguy hiểm chúng ta tìm kho báo tiếp khi nào tìm được ta sẽ chia cho ngươi một phần nha hoàn thanh tú lẩm bẩm tiểu thư ta sợ không có mạng lấy nha hoàn thanh tú moi ra một túi chữ vật từ người nam nhân áo vàng nhỏ máu nhận chủ nha hoàn thanh tú nói tiểu thư tên này thu hoạch không nhỏ có ba viên đan dược tam phẩm hơn một vạn kim tệ cho ngươi tự xử lý đi thiếu nữ tuyệt sắc mỉm cười nói chúng ta đi tiếp nha hoàn thanh tú than thở nhỏ giọng nói hai vị trưởng lão có nhìn thấy ta để lại ký hiệu dẫn đường không đây mau đến mang tiểu thư về đi, thời gian chậm rãi trôi. Mười ngày sau, trong sơn động trong hiệp cốc, màn sáng trắng trong suốt rực rỡ bao phủ lục thiếu du, khí thế không ngừng tăng vọt. Trong cơ thể lục thiếu du, trong đầu hắn, linh lực trong không gian khí. Hải tràn ngập linh khí, như biển mây bao phủ cả bầu trời. Linh lực vẫn còn tiếp tục tăng thêm, đầu óc lục thiếu du đau nhức không gian linh lực chướng mạnh, thanh âm trầm đục như tiếng nổ. Vù vù vù, trong sơn động, khí thế từ người lục thiếu du vọt lên độ cao mới, năng lượng vô hình nhưng cảm nhận rõ ràng trong thiên địa chui vào lỗ chân lông của lục thiếu du. Trong đầu lục thiếu du cảm giác linh khí tràn đầy gấp mấy lần, toàn thân rất dễ chịu. Sâu trong đầu lục thiếu du, linh hồn vô hình kia càng thực chất hóa. Gió thổi cỏ lay gì quanh đây đều nằm trong cảm giác của lục thiếu du. mươi 145, Người xui xẻo một Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Lục thiếu du thở phào, Đột phá linh sĩ ngũ trọng, rốt cuộc đến linh sĩ lục trọng. Lục Thiếu Du cảm giác trong đầu tràn đầy linh lực, hắn nhếch môi cười. Một phần 10 linh hồn thần dịch khiến Lục Thiếu Du từ linh sĩ nhị trọng đột phá đến lục trọng, hiện tại còn một phần 10 năng lượng chưa bị luyện hóa. Đây mới chỉ là một phần 10 linh hồn thần dịch, nghĩ đến linh hồn thần dịch Lục Thiếu Du lại bật cười. May mắn linh hồn thần dịch không bị Lam Linh lấy đi, nếu không hắn lỗ to rồi. Trong một chốc Lục Thiếu Du không có cách nào tăng mạnh linh lực. Luyện chế đan dược tăng mạnh linh lực hơi rắc rối, giờ có linh hồn thần dịch bên người trong thời gian ngắn hắn không cần lo vấn đề tu luyện linh lực. Khiến Lục Thiếu Du ngạc nhiên nhất là nhờ linh hồn thần dịch và linh ngọc sàng, linh hồn lực trong đầu hắn càng lúc càng thực chất hóa. Lục Thiếu Du nhận được ích lợi, diện tích quan sát xung quanh rộng hơn nhiều, tất cả thay đổi này có lẽ về sau giúp ích rất lớn trong việc tu luyện. Còn một phần 10 năng lượng chưa luyện hóa, tiếp tục. Lục Thiếu Du bắt đầu luyện hóa tiếp trong sơn mạch vụ đô này lục thiếu du không thiếu thời gian cùng lắm về vân dương tông trễ chút lục thiếu du gặp họa lớn không chết vân dương tông không đến nỗi quét trổi đuổi hắn đi thời gian lại trôi qua hai ngày sau lục thiếu du ngừng tu luyện thở hắn ra ánh mắt sâu thẳm như ao nước lục thiếu du nhỏ giọng nói được rồi dùng hợp hoàn toàn trước sau đó lại dùng linh hồn thần dịch lúc này lục thiếu du đã hoàn toàn luyện hóa linh hồn thần dịch trong đầu tu vi linh giả ổn định đẳng cấp linh sĩ lục trọng trong thời gian này linh lực của lục thiếu du tiến bộ kinh khủng. Tuy lục thiếu du đã hoàn toàn luyện hóa năng lượng trong linh hồn thần dịch nhưng sau khi luyện hóa linh lực linh hồn thần dịch và linh lực trong cơ thể dung hợp còn cần một quá trình. Lục thiếu du không dám lại luyện hóa, tránh cho sau này tu luyện gặp tác dụng phụ thì xui. Vũ sĩ thất trọng, linh sĩ lục trọng, chắc thực lực lại tăng mạnh nhiều. Lục thiếu du nhếch môi nở nụ cười lười biếng. Lúc lục thiếu du là vũ sĩ tứ trọng có thể liều mạng với vũ sĩ cửu trọng, hiện tại đẳng cấp vũ sĩ thất trọng càng mạnh hơn nhưng Lục Thiếu Du vẫn còn yếu nếu muốn đối đầu với đại thủ lĩnh bạo lang dòng binh đoàn. Lục Thiếu Du nhìn Tiểu Long trong ngực mình, Tiểu Long còn chưa đột phá xong. Lục Thiếu Du cảm giác được Tiểu Long tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, tốt nhất không nên quấy rầy nó. Lục Thiếu Du nhỏ giọng nói, đi ra ngoài tìm hiểu tin tức bạo lang dòng binh đoàn xem. Lục Thiếu Du cất linh ngọc sàng vào chữ vật giới chỉ, rời khỏi hiệp gốc. Bạo lang dòng binh đoàn còn lại 5 người, Lục Thiếu Du không định tha cho người nào. Không trả mối thù này không phải tính cách của Lục Thiếu Du, hơn nữa lấy bọn họ làm bia rèn luyện cũng không tệ, ít ra nhờ thế mà gần đây hắn tiến bộ rất nhiều. 12 ngày, Lục Thiếu Du không biết hiện thành viên Bạo Lang giang binh đoàn đã đi tới đâu. Trong sơn mạch Bao La này muốn tìm vài người không dễ gì. Đột nhiên một luồng hương khí chui vào mũi Lục Thiếu Du. Mùi gì? Là dược liệu, Lục Thiếu Du đoán được ngay bên trái có dược liệu phía bên trái gần đó lục thiếu du trông thấy bên dưới tảng đá to có một gốc linh chi màu tím, mùi dược liệu khuếch tán từ đó. Lục thiếu du mỉm cười nói, tử linh chi, tử linh chi không tệ, bình thường cần dùng nó luyện chế các loại đan dược tam phẩm, hái xuống tử linh chi rồi thu vào mấy chữ vật giới chỉ. Thời gian này ở trong sơn mạch lục thiếu du cũng kiếm được không ít dược tài, sau này hắn muốn luyện chế đan dược cũng tiện hơn nhiều. Hái tử linh chi xong lục thiếu du đi tiếp, dọc theo đường đi tìm kiếm tin tức về bạo lang dòng binh đoàn có lẽ thành viên bạo lang dòng binh đoàn đang tìm lục thiếu du khắp nơi, bọn họ sẽ không chạy xa. thủ lĩnh là nam nhân vạm vỡ kia thực lực rất mạnh, lục thiếu du phải suy nghĩ cách đối phó. nếu trực tiếp đối kháng nam nhân thủ lĩnh cao to, thì lục thiếu du chỉ có nước chạy trốn hoặc không kịp trốn. hiện lục thiếu du không có yêu thú tam giai bên cạnh, tiểu long bận đột phá không giúp gì cho hắn được. nhưng lúc này lục thiếu du đã đột phá linh giả đến linh sĩ lục trọng, lại có đao hồn kỹ, nộ hải cuồng khiếu, thanh linh khải giáp. Chu tức Quyết. Lục thiếu dù thầm nghĩ lỡ như phải ngay mặt đối kháng nam nhân thủ lĩnh cao to chưa chắc không đánh lại. Sơn mạch vụ đô, trong khu vực đá lởm chởm xung quanh không có rừng cây, một nơi khá kỳ lạ. Hai bóng dáng thướt tha đi tới, đó là thiếu nữ tuyệt sắc áo lục, nhà hoàn thanh tú. Trong khu đá lởm chởm một nam nhân áo đen nói. Đại đoàn trưởng nhìn kìa, hình như là nữ nhân vạn thú tông. Năm người đang nghỉ ngơi trong khu đá lởm chởm từ xa thấy hai người đến gần năm người này là thành viên còn lại của bạo lang dòng binh đoàn. Thiếu nữ tuyệt sắc mặc áo lục nhìn từ xa khá giống nữ nhân vạn thú tông. Nam nhân vạm vỡ lạnh nhạt nói, không phải người vạn thú tông, không biết hai người đó trốn đi đâu. Chúng ta phải tìm ra hai tên giết người đó. Nam nhân vạm vỡ quyết tâm chiếm kho báu, cũng biết gã đã hoàn toàn đắc tội người vạn thú tông. Cho dù gã không tìm hai người kia, chờ khi bọn họ trở về vạn thú tông cũng sẽ dẫn cường giả đến giết, nên gã không thể tha cho hai người đó. Một nam nhân áo đen cao to sợ hãi nói, đại đoàn trưởng, nhị đoàn trưởng đã bị giết, một nam một nữ kia quá mạnh, chúng ta khó thể đối phó. Bốp, nam nhân áo đen mới nói xong bị nam nhân cao to tát một cái, nam dấu tay hiện rõ. Nam nhân cao to hét to một tiếng, phế vật, nếu bọn họ đủ mạnh đã sớm tìm chúng ta, còn chờ chúng ta tìm bọn họ sao? Lão nhị, lão tam chắc là bị đánh lén, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không bị đối phương ám toán nam nhân cao to nhìn chằm chằm hai bóng người từ xa đến gần, nói. Hừ, tự đưa lên cửa, vừa lúc đang cần dập lửa, khu đá lởm chởm thiếu nữ tuyệt sắc áo lục dừng bước, quay sang nói với nha hoàn thanh tú bên cạnh mình. Có người đến, người cẩn thận chút, người đến thực lực không tệ. Trong một đống đá có một nam nhân cao to lao ra. Tiểu cô nương, giao đồ vật trên người ra lại theo ta vài ngày thì ta sẽ thả đi, nếu không ta sẽ không khách sáo nam nhân cao to nhìn chằm chằm thiếu nữ tuyệt sắc áo lục trước mắt gã ngây người thiếu nữ này quá đẹp đẹp tới mức như không dính chút khói lửa trần gian vậy bốn nam nhân áo đen khác cũng chạy ra bọn họ nhìn thiếu nữ tuyệt sắc áo lục đều giật mình thiếu nữ đẹp làm người ta nghẹt thở thiếu nữ tuyệt sắc áo lục lạnh nhạt nói các ngươi tốt nhất là cút ngay nếu không thì ta không ngại làm thịt cả đám thiếu nữ tuyệt sắc áo lục quét mắt năm người hờ hững không quan tâm nam nhân cao to nói hôm nay tâm tình của ta không tốt, nàng đừng để ta dùng sức mạnh. Nàng đẹp như vậy làm ta không nỡ tổn thương. chương 146, Người xui xẻo hai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Trước mặt người đẹp nam nhân cao to có chút thương hương tiếc ngọc. Thiếu nữ tuyệt sắc áo lục nét mặt xa sầm nói. Xem ra các người cũng không phải người tốt gì, vậy thì chết đi. Một tàn ảnh màu lục xuyên qua hư không, tiếng xé gió sắc nhọn vang lên chân khí hùng hồn toát ra từ thân hình yêu kiều, chân khí khuếch tán, khí lưu bốn phía như nước sông lao nhanh phát ra một chuỗi tiếng nổ. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập lạnh lẽo, thiếu nữ tuyệt sắc áo lục nhảy lên, mũi chân chạm mặt đất, thân thể nàng hóa thành bóng sáng. Tàn ảnh màu lục xuyên qua hư không kèm theo ánh sáng lam nhạt như linh xà xuất động kỳ dị quét qua. Khoảng cách giữa hai người chỉ có 30 thước, nhưng tàn ảnh màu lục dài mấy chục thước, cộng với thiếu nữ tuyệt sắc nhảy vọt lên. Chớp mắt tàn ảnh màu lục đến gần phạm vi công kích, lực lượng cường đại sắc nhọn xé gió bay tới cực kỳ xảo quyệt tàn nhẫn nam nhân cao to giật mình kêu lên vũ sư nam nhân cao to nhanh chóng thụt lùi người dựng lên cương khí hộ thân trong tích tắc né thoát đợt công kích tàn ảnh màu lục đánh hụt trong không trung kỳ dị xoay về thiếu nữ tuyệt sắc áo lục giơ cổ tay lên cổ tay nàng xoay nhanh tàn ảnh màu lục như rắn độc ở giữa không trung xoay về kèm theo tiếng xé gió chói tai lại bắn hướng nam nhân cao to tốc độ của tàn ảnh màu lục quá nhanh mau tới nỗi không thấy rõ hình dạng của nó là gì tàn ảnh màu lục xuyên phá không khí ngân cách chớp mắt đã đến trước mặt nam nhân cao to tàn ảnh đột nhiên run lên nháy mắt hóa thành vô số tia sáng bao phủ một nửa không gian nam nhân cao to hết hồn gã cảm giác được thực lực của đối phương tốc độ kỳ dị muốn an toàn né thoát là điều không thể nào nam nhân cao to giơ tay năm ngón co lại chảo ấn rực cháy ngọn lửa che trước mặt vù 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 tàn ảnh màu lục như mọc con mắt nhanh chóng biến đổi giữa không trung mấy hư ảnh di chuyển đâm vào chính giữa chảo ấn của nam nhân cao to. Xoẹt, ánh sáng trên chảo ấn nhanh chóng tối sầm, tàn ảnh màu lục đâm mạnh vào lòng bàn tay nam nhân cao to. Hai lực lượng va chạm, chân khí giao nhau khuếch tán bắn hỏa hoa. Chân khí tan biến, nam nhân cao to bị lực lượng cường đại đẩy lùi, lực lượng mạnh mẽ đổ ập xuống lòng bàn tay của gã, đau nhức lan tràn. Nam nhân cao to sợ hãi kêu lên, vũ sư cửu trọng, nam nhân cao to lảo đảo lùi lại mấy chục thước, té ngã xuống đất nhìn thực lực của đối phương nam nhân cao to mới biết thiếu nữ tuyệt sắc áo lục là vũ sư cửu trọng, mạnh hơn gã rất nhiều. Xẹt xẹt xẹt, thiếu nữ tuyệt sắc áo lục thu về tàn ảnh màu lục, đó là một cây roi thô cỡ ngón tay, dài mười mấy thước tỏa ánh sáng màu lục, nhìn liền biết không phải là vật bình thường. Nam nhân cao to nói, đây là hiểu lầm, chúng ta đi ngay. Nam nhân cao to lồm cồm bò dậy, đối phương là vũ sư cửu trọng, nam nhân cao to đánh không lại. Thiếu nữ tuyệt sắc áo lục gửi lạnh một tiếng, muốn đi, thiếu nữ tuyệt sắc áo lục vung cổ tay, chân khí dâng lên dưới chân, nàng hóa thành cái bóng màu xanh, roi dài như rồng bay vọt lên trời nhanh như chớp quấn nam nhân cao to. Nam nhân cao to cảm giác cây roi quất đến kèm theo chân khí vô hình hùng dũng, gã nét mặt xa sầm nói. Khốn kiếp, ta không phải dễ ăn hiếp, chảo ấn lửa lại ngưng tụ đánh vào cây roi quất tới. Vù vù vù, roi vặn vẹo đâm thủng dòng khí không gian kèm theo tiếng xé gió sắc nhọn. Khi nam nhân cao to đến gần cây roi thì nhanh chóng né tránh, thân thể cao to lúc này rất nhanh nhẹn. Nam nhân cao to dẫm mạnh xuống đất, kinh khí hùng mạnh làm mặt đất nứt nẻ mấy cái khe. Nam nhân cao to nhảy vọt lên, nhẹ nhàng như hồn ma đến gần thiếu nữ tuyệt sắc áo lục, chảo ấn lửa chụp xuống người nàng. Nam nhân cao to tuy yếu hơn đối thủ nhưng kinh nghiệm chiến đấu, khí thế hùng dũng thì trên cơ thiếu nữ tuyệt sắc áo lục nhiều, toàn nhờ rèn luyện từ các cuộc giết chóc trong sơn mạch vụ đô. Thiếu nữ tuyệt sắc áo lục không sợ, bình tĩnh hử lạnh một tiếng. Hừ, nhìn chảo ấn ập đến, lúc chảo ấn sắp tới gần nàng mười thước thì thiếu nữ. Tuyệt sắc hành động, thân hình yểu điệu nhúc nhích, sợi tóc bên tai không gió tự bay, thoáng chốc thuấn di đi xa. Chân khí chuyển động, một vầng sáng vàng đất bao bọc thiếu nữ tuyệt sắc áo lục. Chân khí tuôn ra, dòng khí trong không gian gượn sóng như vần nước. Tất cả diễn ra trong khoảnh khắc, thiếu nữ tuyệt sắc áo lục tung ra quyền ấn nhanh hơn tia chớp vài lần. Nam nhân cao to giật mình thầm nghĩ, vũ sư cửu trọng song hệ, nam nhân cao to muốn rút về công kích nhưng đã muộn, chảo ấn va chạm với quyền ấn. Bùm bùm bùm, trong không gian vang một chuỗi tiếng nổ, kinh khí khuếch tán, đá vụn phô thiên cái địa ập đến, một bóng người văng ra ngoài. Nam nhân cao to cảm giác lực lượng cường đại từ lòng bàn tay chạy dọc vào người gã, cả cánh tay sắp bị nghiền nát, máu trong người sôi trào. Nam nhân cao to há mồm hộc máu, phụt, nam nhân cao to bất chấp vết thương, dốc hết sức nhanh chóng lùi ra sau. Trốn mau, vũ sư cửu trọng song hệ, chắc chắn là đệ tử thân truyền của đại môn đại phái, nam nhân cao to không đánh lại. Có lẽ đối phương còn cường giả ở gần đó, nếu không trốn thì nam nhân cao to chỉ có đường chết. Bốn nam nhân áo đen khác từ trước đã từ từ thụt lùi, nay thấy đại thủ lĩnh cũng chạy thì càng co giò trốn. Thiếu nữ tuyệt sắc áo lục vung cổ tay, tha chết cho các ngươi, đỡ bẩn tay của bản tiểu thư. Cây roi màu lục bị thu về, biến mất, thiếu nữ tuyệt sắc nhìn chằm chằm mấy người chạy trốn, nàng lười đuổi theo nhà hoàn thanh tú bất đắc dĩ nói, tiểu thư, chúng ta thật sự trong tình cảnh rất nguy hiểm, về đi. Dọc đường đi nha hoàn thanh tú luôn căng thẳng thần kinh. Thiếu nữ tuyệt sắc mỉm cười nói, lâu như vậy chúng ta không gặp nguy hiểm gì, đi tiếp đi. Thiếu nữ tuyệt sắc cười lộ hai lúm đồng tiền nhỏ, nếu có người khác thấy sẽ điên đảo vì nàng. Ba ngày sau, buổi sáng, trong rừng rậm, không khí như được thanh lọc, rất trong lành, sương dày đặc che mờ phương xa, chỉ toàn một màu trắng xóa chốc lát sau ánh nắng xuyên qua kẽ lá rậm rạp chiếu vào dần dần ánh nắng thổi tan ban mai sương mù trắng tán đi loáng thoáng thấy ba bóng người trên một cây to lục thiếu du cảnh giác nhìn chằm chằm ba người cẩn thận đi bên dưới bạo lang rong binh đoàn lục thiếu du nhìn bốn phía quanh đây không có hơi thở nào khác lục thiếu du lo lúc đánh nhau sẽ lại rơi vào cạm bẫy của đối phương lục thiếu du cảm nhận hơi thở của ba người chân mày giãn ra một vũ sĩ ngũ trọng một vũ sĩ tam trọng, một vũ sĩ tứ trọng. Lục thiếu du giết ba người này không khó gì. Lục thiếu du lập tức nhẹ nhàng đáp xuống, tay vận dụng khai sơn trường, chân khí khuếch tán giáng xuống. Dòng khí bị áp lực vặn vẹo, nam nhân tu vi cao nhất vũ sĩ ngũ trọng phát hiện chữ vật giới chỉ ngay. Có đánh lén, nhưng lúc này trường ấn cường đại màu vàng đất đã đè xuống. chương 147, người xui xẻo ba. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com ba người hoảng hốt vội vận dụng hộ thân cương khí khai sơn trưởng của lục thiếu du giáng xuống đầu nam nhân tu vi vũ sĩ si tứ trọng bùm trưởng ấn giáng xuống đánh nát hộ thân cương khí lực lượng cường đại đè xuống đầu nam nhân vũ sĩ si tứ trọng sọ não nam nhân kêu răng rắc chết không kịp ngáp lúc này lục thiếu du làm một chuỗi động tác người ngửa ra sau chân khí vận chuyển năm hỏa ảnh chỉ bắn hướng hai người khác tất cả hoàn thành trong vòng hai giây chỉ ấn xuyên thấu dòng không khí xé gió bay nhanh như tia chớp hai nam nhân khác chỉ có tu vi vũ sĩ ngũ trọng nhanh chóng chém ra luồng đao quang ngăn cản hỏa ảnh chỉ nhưng vũ sĩ ngũ trọng chỉ chặn được hai còn một hỏa ảnh chỉ xuyên thủng vai gã vù 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 hộ thân cương khí trên người vũ sĩ tam trọng vặn vẹo hai chỉ ấn bay tới đâm thủng ngực gã miệng vũ sĩ tam trọng trào máu tắt thở vũ sĩ ngũ trọng bịt bà vai chảy máu ròng ròng thụt lùi dựa vào một thân cây tha cho ta là đại đoàn trưởng muốn chúng ta đi tìm ngươi ánh mắt vũ sĩ ngũ trọng kinh hoàng cây đào to rơi xuống đất. lục thiếu du nhẹ nhàng nói, vậy sau khi ngươi chết hãy đi tìm đại đoàn trưởng của các ngươi. chân khí khuếch tán, lục thiếu du lại vung trưởng ấn. vũ sĩ ngũ trọng sắp chết, chiến ý hừng hực, ta liều mạng với ngươi, chờ chết không bằng liều mạng. vũ sĩ ngũ trọng vung quyền ấn kèm theo kình khí cuồng bạo nghênh đón. nhưng vũ sĩ ngũ trọng gặp lầm người, vũ sĩ ngũ trọng khá mạnh nhưng còn chưa đủ lục thiếu du để trong lòng. ánh sáng vàng nhạt rực rỡ dựng lên thanh linh khải giáp bao trùm toàn thân lục thiếu du, hắn mặc cho nắm đấm đánh vào người. Thanh linh khải giáp chặn hơn phân nửa kinh khí, lực lượng còn lại vẫn làm máu lục thiếu du sôi trào. Lúc này lục thiếu du chuyển trường thành trảo, trong trường ấn tỏa ánh sáng vàng chụp xuống đầu vũ sĩ ngũ trọng. Vũ sĩ ngũ trọng hét thảm, a, à, vũ sĩ ngũ trọng không né thoát được, chân khí mất kiểm soát bị đối thủ rút mất, linh hồn của gã cũng bị hút đi. Vũ sĩ ngũ trọng đau nhức không chịu nổi, người gã co giật. Một lát sau, một cái xác khô đáng sợ dưới chảo ấn của lục thiếu du lục thiếu du sắc mặt âm trầm nhếch môi cười lục thiếu du nhỏ giọng nói lực cắn nuốt của âm dương linh vũ quyết quả nhiên có thể sử dụng cùng lúc với siêu linh thuật vậy càng tiện hơn mới rồi lục thiếu du sử dụng lực cắn nuốt của âm dương linh vũ quyết không chỉ nuốt chân khí của vũ sĩ ngũ trọng hắn còn dùng siêu linh thuật trong thiên linh lục nhìn trong não của đối phương biết hết mọi thứ từ não vũ sĩ ngũ trọng cho lục thiếu du biết một tin tức từ ba ngày trước nam nhân thủ lĩnh cao to bị một thiếu nữ tuyệt sắc đánh trọng thương, vết thương rất nặng, hiện gã đang trốn trong một sơn cốc trị thương. Lục thiếu du nhếch môi cười nói, để ta biết thì ngươi xui rồi, lúc này không hành động còn đợi đến bao giờ. Nam nhân cao to bị thương nặng, thực lực giảm mạnh, là lúc lục thiếu du báo thù. Mới rồi từ trong đầu vũ sĩ ngũ trọng cho lục thiếu du biết rõ vị trí sơn cốc kia hiện tại trong sơn cốc chỉ có đại thủ lĩnh và một vũ sĩ tứ trọng. Nhưng khiến lục thiếu du ngạc nhiên khi biết đại thủ lĩnh bị một thiếu nữ tuyệt sắc mặc đồ màu xanh lục đánh bị thương, thiếu nữ này là vũ giả song hệ, thực lực cực mạnh. Không biết thiếu nữ là ai, lục thiếu du cắn nuốt chân khí của vũ sĩ ngũ trọng song hắn không vội luyện hóa, vì nếu luyện hóa bây giờ hiệu quả tốt hơn chút nhưng giờ không phải là lúc, không có chỗ an toàn để lục thiếu du yên lòng tu luyện. Cuống chi biết đại thủ lĩnh bạo lang dòng binh đoàn bị thương nặng, lục thiếu du không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này trong một sơn cốc lối vào cực kỳ ẩn khuất khó mà tìm kiếm lục thiếu du xuất hiện bên ngoài sơn cốc thân hình như quỷ mị đi vào trong trong sơn cốc đằng sau tảng đá cao cỡ một người có một nam nhân mặc áo đen lẩm bẩm sao ba người trần lão tam còn chưa về chắc không phải đã xảy ra chuyện gì chứ ngay lúc này một thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai nam nhân áo đen chết đi thanh âm là bùa đòi mạng năm kình khí nóng cháy từ sau lưng xuyên thấu ngực nam nhân áo đen lúc sắp chết nam nhân áo đen ngoái đầu thấy rõ một bóng người áo xanh đứng trên tảng đá sau lưng gã lục thiếu du đứng trên tảng đá quát khẽ ra đi lục thiếu du có thể khiến vũ sĩ ngũ trọng không phát hiện hắn đánh lén nhưng không cách nào giấu giếm đại thủ lĩnh đối phương là vũ sư ngũ trọng biến động vừa rồi đủ làm đại thủ lĩnh chú ý nam nhân thủ lĩnh cao to xuất hiện trước mặt lục thiếu du ta cứ tưởng là ai hóa ra là tiểu tử nhà ngươi mặt nam nhân thủ lĩnh cao to trắng bệch gã nhìn chằm chằm xác chết dưới đất rồi đánh giá bốn phía đại thủ lĩnh lo nhất là nữ nhân có liệt hỏa yêu ưng lục thiếu du khẽ nói không cần tìm chỉ có mình ta bạo lang dòng binh đoàn hiện tại chỉ còn lại mình ngươi lục thiếu du biết đại thủ lĩnh đang tìm lam linh nam nhân cao to lạnh nhạt nói tất cả do ngươi làm mắt nam nhân cao to tràn đầy căm hận gã che ngực ho khan cố nén máu vọt lên cổ họng ba ngày trước đại thủ lĩnh bị thương khá nặng suýt mất mạng. Lục Thiếu Du nói, đúng vậy, ta nói rồi, ta sẽ trả mối thù này. Lục Thiếu Du đánh giá nam nhân thủ lĩnh cao to, gã thật sự bị thương khá nặng, thực lực giảm đi, hiện tại là cơ hội tốt nhất cho hắn tấn công. Nam nhân cao to tức giận quát, tiểu tử, ta và ngươi không đội trời chung, không giết ngươi không thể tiêu bớt mối hận trong lòng ta. Đại thủ lĩnh khó khăn lắm mới gây dựng bạo lan dòng binh đoàn tới ngày nay, tất cả bị hủy trong tay tiểu tử này, hỏi sao nam nhân cao to không hận mắt lục thiếu du lạnh lùng nói ta cũng vậy không giết người thì lòng ta khó chịu mình chịu thiệt thì sẽ đòi lại tất cả nam nhân cao to lạnh nhạt nói cho rằng ta bị thương thì có thể đối phó ta sao ta muốn nhìn xem ngươi có thực lực gì mắt nam nhân cao to lóe tia tàn nhẫn chân khí dâng lên tay ngưng tụ chảo ấn lửa đánh ra kinh khí cường đại ma sát với không khí xung quanh kêu vù vù tuy đại thủ lĩnh bị thương nhưng thực lực vẫn không tầm thường lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa vũ sư ngũ trọng này tuy bị thương nhưng uy lực các chảo ấn lửa không thể khinh thường lục thiếu du cảm nhận kinh khí mạnh mẽ biến sắc mặt hắn nhướng mày thực lực của nam nhân thủ lĩnh cao to bị ảnh hưởng mạnh nhưng vẫn rất khủng khiếp lục thiếu du đoán đại khái ít nhất đẳng cấp cỡ vũ sư nhị trọng thanh linh khải giáp khai sơn trưởng lục thiếu du không dám khinh thường đối phương dù gì là vũ sư ngũ trọng lục thiếu du lập tức vận chuyển thanh linh khải giáp tay kết ấn chân khí tuôn ra ánh sáng vàng đất bao phủ người Lục Thiếu Du, dòng không khí bốn phía bị dòng không khí cường đại chấn động kêu vù vù. Một trưởng ấn vương ra, trưởng ấn kèm theo lực lượng cường đại, trong khí lưu không gian truyền ra tiếng xé gió chói tai. Chương 148, cắn nuốt vũ sư 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nam nhân cao to cảm nhận hơi thở của Lục Thiếu Du, gã biết ngay đẳng cấp thực lực của hắn. Vũ sĩ thất trọng, người muốn chết, mắt nam nhân cao to lé tia sáng lạnh, chảo ấn chụp tới bùm bùm bùm, tiếng nổ giòn vang vang vẳng trong sân cốc, dòng không khí tan tác. Lục thiếu du cảm nhận kinh khí cường đại đè xuống trưởng ấn của mình, tuy đa phần lực lượng đã bị thanh linh khải giáp chặn lại nhưng còn sót lại lực lượng vẫn rất mạnh. Lục thiếu du lảo đảo thụt lùi, nam nhân cao to quá mạnh. Nam nhân cao to cũng lùi mấy bước, gã nhìn áo giáp vàng trên người lục thiếu du, nói. Vũ kỹ phòng ngự, vũ kỹ phòng ngự khá hiếm thấy, ít ai có. Thấy vũ kỹ phòng ngự trên người lục thiếu du, nam nhân cao to khá là ngạc nhiên lục thiếu du điều dưỡng nhanh ức chế máu sôi trào trong người nếu không có thanh linh khải giáp thì lục thiếu du đã bị một chiêu làm bị thương lục thiếu du cũng biết nam nhân cao to bị thương nếu đánh tiếp đối phương sẽ càng lúc càng yếu thế tốt nhất là không cho đối phương có cơ hội thở dốc đến nữa chân khí bùng phát dưới chân lục thiếu du nhảy vọt lên nắm hỏa ảnh chỉ bay ra tiếng xé gió sắc bén vang lên hỏa ảnh chỉ vạch năm đường cong nóng cháy cơ mặt nam nhân cao to cứng ngắc lại là vũ sư song hệ ba ngày trước nam nhân cao to đụng phải một vũ sư song hệ thiếu niên này cũng vậy chiêu thứ nhất là thổ hệ giờ là hỏa hệ thiếu niên là vũ giả song hệ đầu năm nay vũ giả song hệ đều đến sơn mạch vụ đô sao nam nhân cao to nhảy vọt lên thân hình cao to lại dẻo dai vặn người giữa không trung né thoát năm chỉ ấn công kích bùm 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 năm hỏa ảnh chỉ giáng xuống mấy tảng đá hòn đá nứt vỡ dòng khí cuồng bạo khuếch tán tiểu tử chết đi nam nhân cao to đánh ra thủ ấn nhiệt độ dòng không khí trở nên nóng cháy giữa hai bàn tay nam nhân cao to ngưng tụ một quả cầu lửa to nửa thước bay hướng vạn thú tông quả cầu lửa ập đến kèm theo kình khí nóng rực không gian bị đè ép khí lưu kêu vù vù tiếng xé gió vang lên lục thiếu du sắc mặt âm trầm trong mắt tràn đầy chăm chú cẩn thận lục thiếu du đánh ra thủ ấn màn sáng lam bao phủ người hắn thoáng chốc lực lượng cuồng bạo cường đại khuếch tán từ người lục thiếu du trong không gian tràn ra năng lượng thuộc tính nước đậm đặc những năng lượng này tụ tập với tốc độ kinh người không gian sơn cốc vô hình bị ức chế nộ hải cuồng khiếu lục thiếu du đánh ra thủ ấn năng lượng thuộc tính thủy đậm đặc trong khoảnh khắc ngưng tụ trước mặt hắn thành màn nước xoay tít lực lượng cường đại ầm ầm ập đến vũ khí hoàng giai rất khủng bố lục thiếu du biết muốn đấu với nam nhân cao to thì phải dốc hết sức ra cơ mặt nam nhân cao to cứng ngắc vũ khí thủy hệ vũ giả tam hệ thiếu niên này là vũ giả tam hệ quá khó tin, cùng lúc đó, quả cầu lửa đập vào màn nước làm nó lõm vào, gợn sóng lăn tăn. Vù vù vù, tiếng rít vang lên, không gian run rẩy, màn nước càng lúc càng rộng. Bên trên sơn cốc xuất hiện một màn nước to lớn như muốn che kín sơn cốc, sóng cuồn cuộn gầm giống. Năng lượng thuộc tính thủy đậm đặc nhanh chóng ngưng tụ với tốc độ cực kỳ khủng bố, chỉ dây lát vòng xoáy màu lam khổng lồ tám, chín chục thước dâng lên. Vòng xoáy không to như lúc trước lục thiếu du thi triển trong sông, nhỏ hơn 20 thước vòng xoáy màu lam xoay tít như sóng thần dâng lên biển cả gầm giống hơi thở khủng bố khuếch tán uy thế sắc bén đáng sợ trong sơn cốc vang lên một chuỗi tiếng nổ thoáng chốc vòng xoáy ngừng lại rồi xoay tít trong tiếng rít đinh tai nhức óc vòng xoáy nhanh chóng chướng to khí thế đáng sợ uy nhiếp sắc bén tràn ra dòng không khí vặn vẹo như vòi rồng khuếch tán lực lượng cực kỳ khủng bố nhấn chìm quả cầu lửa cũng bao phủ nam nhân cao to xẹt xẹt xẹt, nam nhân cao to biến sắc mặt dựng lên cương quyển đỏ rực, nhanh chóng thụt lùi. Nhưng vòng xoáy khủng bố bao phủ, nam nhân cao to không cách nào rút ra bên ngoài được. Âm ầm ầm, vòng xoáy xoay nhanh nổ tung, vang tiếng nổ điếc tai khắp sơn cốc. Kinh khí khủng bố như cơn bão thổi quét, trong sơn cốc vòng xoáy nổ như trời đổ mưa rào, các tảng đá bị đánh bay đi, không gian mấy trăm thước giờ đây đất nát ra lún xuống hõm lỗ to. Phập xoẹt, vòng xoáy nổ tung, lực lượng cường đại đổ ập xuống cương quyển của nam nhân thủ lĩnh cao to hộ thân cương khí vặn vẹo thành đường cong to lớn nhưng không vỡ nam nhân thủ lĩnh cao to phun ra búng máu lực lượng này làm gã vốn đã bị thương nặng không cách nào đối kháng bốn phía trở về bình tĩnh mặt nam nhân cao to trắng bệch đông lại đôi mắt kinh hoàng lẩm bẩm vũ ký hoàng giai đây là vũ ký hoàng giai mặt lục thiếu du hơi xanh thi triển nộ hải cuồng khiếu làm hắn mất sức đáng tiếc nộ hải cuồng khiếu không giết được nam nhân cao to nam nhân cao to nói tiểu tử lần sau gặp lại ta sẽ không tha cho ngươi nam nhân cao to lao ra ngoài sơn cốc lúc này gã bị thương càng thêm thương không đánh lại nổi vũ sĩ thất trọng còn muốn trốn sao lục thiếu du vận chuyển chân khí dưới chân nhanh chóng đuổi theo năm hỏa ảnh chỉ bắn ra chỉ ấn xuyên thấu dòng không khí va vào hộ thân cương khí trên người nam nhân cao to hộ thân cương khí lại nứt vỡ nam nhân cao to lảo đảo tiến lên trước mấy bước phun máu nhưng nam nhân cao to lao tới trước, lục thiếu du hừ lệnh một tiếng, hừ, lục thiếu du đuổi theo không bỏ, hai người một trước một sau lao ra sân cốc, nam nhân cao to bị thương nặng, lục thiếu du không muốn bỏ qua cơ hội tốt giết chết đối thủ. Tuy lục thiếu du mệt mỏi kiệt sức nhưng có 80% cơ hội giết nam nhân thủ lĩnh cao to. Tiểu tử, ta muốn đi, người không giữ ta lại được. Nam nhân thủ lĩnh cao to ngoái đầu nhìn lục thiếu du theo đuổi không bỏ, chân khí cuồng bạo tuôn ra, tốc độ lại tăng vọt nhưng chỉ có nam nhân cao to biết máu trong người đang sôi trào thương thế càng thêm nặng đã không thể ức chế sợ là qua giây lát nam nhân cao to sẽ gặp rắc rối to lục thiếu du nét mặt xa sầm nói vậy sao lục thiếu du dốc sức vận dụng chân khí tăng tốc độ hôm nay hắn quyết tâm giết nam nhân cao to chờ khi gã chữa lành thì không có cơ hội nữa lục thiếu du lao nhanh rửa đuổi lòng nhẹ nhõm nhiều nhớ mấy tháng trước hắn bị nam nhân cao to rửa đuổi như chó cục đuôi lục thiếu du thể sẽ báo thù bây giờ xem như hoàn thành chết tiệt nam nhân cao to cắm đầu bỏ chạy gã chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày nay bị một vũ sĩ rượt chạy như điên nam nhân cao to càng chạy máu càng sôi sục gã không kiềm nổi lại phun máu phụt mặt nam nhân cao to không còn chút máu vù 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 lục thiếu du bắn ra năm hỏa ảnh chỉ mang theo lực lượng cuồng bạo xé rách dòng không khí nam nhân thủ lĩnh cao to sắc mặt âm trầm nghiêng người né thoát nam chỉ ấn lướt qua sát người gã hỏa ảnh chỉ đánh vào năm cái cây to, vang một chuỗi tiếng nổ. Năm chạc cây thô cỡ miệng chén bị đánh gãy, lá rơi rụng. Chương 149, cắn nuốt phố sư khai Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong thời gian này Lục Thiếu Du đã đến bên cạnh nam nhân cao to. Lục Thiếu Du trêu đùa nhìn nam nhân cao to, "Thế nào, sao không chạy tiếp đi?" Lục Thiếu Du biết nam nhân cao to bị thương nặng không chống đỡ được lâu hơn. Nam nhân cao to lạnh lùng nói, tiểu tử, đừng ép ta, nếu không ngươi cũng chẳng yên lành gì. Ngươi chưa đủ tư cách giết ta, trong mắt nam nhân cao to tràn ngập căm hận, vậy sao, ta muốn thử xem, chân khí nhanh chóng tuôn ra ngoài, chân khí gợn sóng quanh thân lục thiếu du, khí thế ngày càng dữ dội. Có tia lửa nhạt bay ra khỏi người lục thiếu du, một quyền ấn kèm theo ngọn lửa, khí thế mạnh mẽ đánh vào nam nhân cao to. Lục thiếu du quát to, nộ diễm quyền, lực lượng cuồng bạo ập đến, xẹt qua dòng không khí khiến khí lưu không gian bốn phía dao động dữ dội nam nhân cao to giống to, tiểu tử, người cũng không sống yên. Mắt nam nhân cao to lóe tia độc ác đánh ra từng thủ ấn quái dị, năng lượng quanh thân run rẩy. Trên bầu trời, năng lượng nóng cháy chợt ập đến, nhiệt độ tăng cao, lá cây bốn phía ố vàng, nhánh cây héo tàn, cây bắt lửa chậm rãi khô héo như ở trong một lò lửa. Xung quanh nam nhân cao to trăm thước ngọn lửa cháy hừng hực, không khí kêu xèo xèo. Nam nhân cao to hét to một tiếng, hỏa viêm bảo, chân khí từ người nam nhân cao to rót hết vào ngọn lửa, trong lửa chứa năng lượng khủng bố đã đến cực hạn. Mặt nam nhân cao to không còn chút máu, người ủ rũ. Lửa cháy bập bùng giết gào ập hướng ngộ diễm quyền của lục thiếu du. Độ mạnh ngọn lửa tăng vào đánh tan nộ diễm quyền, bao phủ lục thiếu du. Lục thiếu du xa sầm nét mặt, một vũ sư ngũ trọng dốc hết sức đánh ra đòn cuối cùng, nam nhân cao to tính liều mạng, uy lực cực kỳ cường đại. Nếu lục thiếu du vượt qua được sẽ dễ dàng giết nam nhân thủ lĩnh cao to, nhưng hắn không biết có thể ngăn được lực lượng cường đại này không. Không có thời gian suy tính, Lục Thiếu Du không ngừng đánh ra thủ ấn, linh lực tràn ngập. Linh lực ngưng tụ thành đại đao màu đỏ, thân đao rạch hư không. Không khí bị đè ép như vậy tiếng xé gió. Đại đao đỏ cắt vỡ hư không, nhát đao chém ra kéo theo không gian chấn động, kinh khí rít gào sinh ra sóng âm nổ đùng. Đao quang kéo theo tàn ảnh, uy nhiếp kinh khủng xuyên qua hư không. Ánh sáng chói mắt bắn tới chém vào ngọn lửa, hai lực lượng khủng bố va chạm vào nhau, sóng năng lượng khủng bố bạo động lực lượng sắc bén không gì sánh bằng khuếch tán từ vị trí hai luồng năng lượng va chạm trong vòng vài trăm thước có thể khí lưu không gian bị lực lượng khủng bố đè ép ra từng vết nứt bầu trời vặn vẹo nứt vỡ bùm 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 vang tiếng nổ điếc tai không gian nổ tung như tiếng sấm đánh trong không gian nổ lực lượng cuồng bạo đổ ập xuống người lục thiếu du ánh sáng trên thanh linh khải giáp vụt tắt một vòi máu tuôn ra khỏi cơ thể lục thiếu du dù có thanh linh khải giáp nhưng lục thiếu du vẫn không tránh khỏi bị thương lực lượng này quá đáng sợ. Đây là công kích mạnh cuối cùng của nam nhân cao to, lục thiếu du cảm nhận lực lượng ước chừng vũ sư tam trọng. Phập xoẹt, so với lục thiếu du thì nam nhân cao to thảm hơn, gã suy yếu bị hất văng ra mấy chục thước, máu phun ra. Nam nhân cao to đập mạnh vào một cái cây khô vàng, thân cây bị đụng gãy. Lục thiếu du nhét đan dược trị thương vào miệng, đi tới trước mặt nam nhân cao to. Nam nhân cao to sợ hãi nhìn lục thiếu du chầm chầm. Linh kỹ, đây là linh kỹ, người còn là linh giả. vừa rồi lục thiếu du dù vận dụng là linh kỹ nam nhân cao to nhìn ra được. nhưng dù thấy tận mắt thì nam nhân cao to không dám tin vũ giả tam hệ còn là linh giả không thể nào. tiểu tử này rốt cuộc là ai? lục thiếu du lạnh nhạt nói. không sai, hiện tại ngươi có thể yên tâm chết được rồi. mắt lục thiếu du lóe sát ý, chảo ấn chụp xuống đầu nam nhân cao to. nam nhân cao to không có sức chống cự, não đau nhức, người mất kiểm soát, chân khí bị hút ra khỏi cơ thể gã nam nhân cao to sợ hãi hỏi ngươi muốn làm gì nam nhân cao to cảm giác mọi thứ diễn ra trên người mình sâu trong linh hồn tràn ngập khủng hoảng nhưng gã bất lực a à, bị rút chân khí không khác gì kinh mạch đảo ngược nam nhân cao to gào rú thảm thiết chỉ 10 phút sau nam nhân cao to chỉ còn là cái xác khô chân khí trong người vũ sư mạnh hơn vũ sĩ rất nhiều lục thiếu du đứng dậy cảm nhận chân khí mới vừa cắn nuốt đã đến thực hạn may mắn nam nhân cao to vốn bị thương nặng lúc này tương đương tiêu hao hết sức lục thiếu du chỉ cắn nuốt chân khí cơ bản nhất trong người gã nếu không lục thiếu du hút hết chân khí trong người vũ sư ngũ trọng sẽ nổ tan xác lục thiếu du lục tìm một túi không gian trên người nam nhân cao to còn có một túi vải lại chứa khứ khí thử yêu thú nhất sai lục thiếu du tiện tay ném đi hắn biến mất tại chỗ náo động vừa rồi chắc chắn dẫn nhiều người đến lục thiếu du bị thương khá nặng nên đi trước thì hơn lục thiếu du cần chữa thương chân khí hắn nuốt vào cũng đến cực hạt phải luyện hóa ngay Lục Thiếu Du rời đi không lâu trong rừng cây có nhiều bóng người lao ra, toàn là đoàn đội và dòng binh đoàn trong sơn mạch vụ đô. Bọn họ nhìn xác nam nhân cao to nằm dưới đất, vô cùng ngạc nhiên. Rốt cuộc là ai làm? Sau này không còn bạo lang dòng binh đoàn nữa rồi. Cũng đáng đời, bạo lang dòng binh đoàn luôn làm kiểu buôn bán không bỏ vốn, giờ bị người diệt sạch là báo ứng. Qua, wow, không ngờ ở đây đẹp vậy. Trong một hiệp cốc ẩn khuất có hai bóng dáng yêu kiều, là thiếu nữ tuyệt sắc mặc áo lục, nha hoàn thanh tú hai nàng đi lung tung trong sơn mạch vụ đô vô tình tìm đến hiệp cốc này đây là chỗ lục thiếu du hiện đang cư trú nha hoàn thanh tú nhìn chằm chằm suối nước nóng trong suốt thấy đáy nói tiểu thư nhìn kìa chỗ này có suối nước nóng còn tốt hơn trong tông chúng ta thiếu nữ tuyệt sắc mỉm cười nói vào trong sơn mạch vụ đô đã lâu chưa tắm vừa lúc nha hoàn thanh tú kinh kêu tiểu thư định tắm tại đây nếu có người đến thì sao thiếu nữ tuyệt sắc nói đông mai người cũng cùng tắm đi. Thiếu nữ tuyệt sắc nhảy vào suối nước nóng, tóc xóa ra, quần áo bị ném bên bờ. Bùm, thiếu nữ tuyệt sắc đã ở trong suối nước nóng, vai ngọc lộ ra ngoài mặt nước, tóc xóa lềnh bình trên nước tăng phần quyến rũ. Nhà hoàn thanh tú nhìn bốn phía, lẩm bẩm được rồi, chắc không ai đến đây. Nhà hoàn thanh tú cởi đồ, tóc xóa vai, da trắng mịn. Nhìn từ phía sau mông căng tròn trắng mềm, eo nhỏ xinh, đùi ngọc cất bước đi vào suối nước nóng. Nhà hoàn thanh tú tuy không xinh đẹp bằng thiếu nữ tuyệt sắc nhưng vóc dáng nhấp nhô, nếu không so sánh với tiểu thư thì nàng cũng thuộc hàng mỹ nhân bại hoại. Hai nữ nhân chơi đùa trong suối nước nóng, một tháng không tắm rửa trong sơn mạch vụ đô đối với nữ giới là hành hạ, giờ thì hai nàng thoải mái tắm rửa. Trường 150, Mỹ nữ ra khỏi nước một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Lục Thiếu Du chạy về, hắn phải nhanh chóng trị thương. Hiệp Cốc Lục, Thiếu Du ở mấy ngày nay là nơi tốt nhất, chỗ đó địa thế ẩn khuất bình thường không có người tìm đến lục thiếu du xuyên qua khu rừng um tùm chui qua lùm cây trở về hiệp cốc lục thiếu du không nhìn bốn phía lao về hướng sơn động khóe mắt lục thiếu du liếc thấy một thứ màu sắc kỳ lạ nhìn kỹ thì là áo của nữ nhân lục thiếu du lại nhìn hướng suối nước nóng hắn bản năng suy đoán chẳng lẽ có nữ nhân tắm rửa ở đây lục thiếu du trông thấy hai thân hình yêu kiều không mảnh vải che thân đang chơi đùa trong suối nước nóng người bên trái khuôn mặt thanh tú người bên phải thì làm lục thiếu du nhìn ngây người. Trên đời có nữ nhân đẹp đến mức này sao? Đây là một thiếu nữ tuyệt sắc hạng nhất, da như bạch ngọc lóe ánh sáng, tóc đen như mực không gió nhẹ bay, tóc dài nổi trên mặt nước mềm mại tinh xảo tăng nét quyến rũ. Mặt mày tinh xảo như ngọc điêu, cổ thon dài, da trắng bóc, trong ánh sáng nàng đẹp hút hồn. Đôi mắt trong veo, con người sâu thẳm có đốm sáng lấp lánh, mắt sáng răng trắng, đẹp tựa nàng tiên. Đây là một trong những nữ nhân đẹp nhất lục thiếu du từng thấy, nàng không thua gì lục vô song. Có lẽ thiếu nữ tuyệt sắc nhỉnh hơn lục vô song một chút. Lục thiếu dù nghĩ tới Lam Linh, Dương Diệu, Lục nhị, Độc Cô Băng Lan. Thiếu nữ tuyệt sắc trước mắt còn hơn mấy nàng kia, suối nước nóng trong suốt thấy đáy, dòng nước lăn tăn sóng gợn. Lục thiếu dù mơ hồ thấy thân hình trắng trẻo trong nước, bộ ngực nhún nhảy theo mặt nước, dưới bụng phẳng có rúm đen mông lung. Tất cả hợp thành bức tranh mỹ nhân ra khỏi nước, làm lục thiếu du kích thích máu nóng chạy dần dần nha hoàn thanh tú hét to a à, nha hoàn thanh tú trông thấy có người đứng gần suối nước nóng còn là một nam nhân lòng lục thiếu du chìm xuống thầm nghĩ nguy rồi lục thiếu du sớm cảm nhận được tu vi của thiếu nữ tuyệt sắc khá cao hắn định chạy lục thiếu du nhảy vọt ra ngoài hiệp gốc chợt vang tiếng quát tiểu tặc muốn chết một tàn ảnh màu lục bay hướng lưng lục thiếu du tiếng xé gió sắc bén chớp mắt ập đến lục thiếu du không dám chậm rãi vội vận dụng thanh linh khải giáp ngăn cản thực lực của đối phương mạnh hơn lục thiếu du tưởng tượng nhiều. Bốp, bốp, nhưng lục thiếu du vẫn đánh giá thấp thực lực của thiếu nữ tuyệt sắc, lực lượng mạnh mẽ đánh vào người hắn. Thanh linh khải giáp vụt tắt, lục thiếu du bị quất té cái bịch xuống đất. Lục thiếu du vốn bị thương giờ máu trào lên cổ họng, phun ra búng máu. Một bóng người màu xanh đáp xuống trước mặt lục thiếu du, áo xanh thêu hoa văn lam nhạt, áo vẽ đường cong thân hình yểu điệu, eo nhỏ mông vỉnh, chân thon dài khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập tức giận chỉ muốn xé xác lục thiếu du ra. Thiếu nữ tuyệt sắc quá to, ta giết tên giặc nhìn lén nhà ngươi, thiếu nữ tuyệt sắc vỗ trường xuống, lục thiếu du thầm nghĩ, thực lực mạnh quá, thiếu nữ này hình như thiếu nữ tuyệt sắc đã bị. Thương nam nhân thủ lĩnh cao to bạo lang dòng binh đoàn. Lục thiếu du nhớ lại ký ức nhìn thấy từ não thành viên bạo lang dòng binh đoàn, thiếu nữ chính là người đã bị thương nam nhân thủ lĩnh cao to, thực lực rất kinh khủng. Lục thiếu du bối rối lăn một vòng dưới đất, trưởng ấn vỗ xuống vị trí lục thiếu du vừa nằm mặt đất nứt mấy cái khe lòng lục thiếu du chìm xuống thầm nghĩ trốn nếu không chết chắc lục thiếu du không đánh lại thiếu nữ tuyệt sắc nếu không chạy thì sẽ chết chân khí vận chuyển lục thiếu du vọt ra sau thiếu nữ tuyệt sắc hét lên muốn trốn mơ đi tay thiếu nữ tuyệt sắc cầm tàn ảnh màu lục quất vào người lục thiếu du hắn té cái bịch xuống đất máu sôi trào vọt ra từ khoang miệng lục thiếu du bò dậy chừng thiếu nữ tuyệt sắc nữ nhân kia đủ rồi mặt lục thiếu du tức giận chứa tức giận làm thiếu nữ tuyệt sắc sướng sốt. Lục thiếu du tức giận quát, hiệp cốc này là nơi ta đặt chân, các người không xin phép ta đã đi vào, ta còn chưa trách gì ngược lại nàng muốn giết ta. Nữ nhân đúng là vô lý, hắn trêu ai chọc ai, đâu phải hắn muốn nhìn lén, thiếu nữ tuyệt sắc lại nổi giận, tiểu tặc ăn nói ngang ngược, ta móc mắt của ngươi ra trước, ai cho ngươi nhìn lén. Lục thiếu du tức giận nói, buồn cười, nàng nghĩ ta muốn nhìn sao, ta không kêu các người cởi đồ, cùng lắm ta liều mạng, nữ nhân thật là vô lý, thiếu nữ tuyệt sắc hét lên, tiểu tặc cứng miệng, chân khí chuyển động, trưởng ấn vỗ vào lục thiếu du giấy lên tiếng gió rít, kinh khí mạnh mẽ tuôn ra. Thiếu nữ tuyệt sắc cứ kêu tiểu tặc chọc giận lục thiếu du, hắn chửi lại. Nàng mới là tặc, phụ thân, tổ tông của nàng đều là tặc. Bản công tử liều mạng, lục thiếu du không do dự gì nữa, hắn vận dụng chân khí, thủ ấn đánh ra các thủ ấn kỳ dị. Lục Thiếu Du cắn răng thầm nghĩ, liều mạng, hiện giờ Lục Thiếu Du không trốn đi được, thực lực của đối phương quá mạnh. Trong ký ức của thành viên bạo lang dòng binh đoàn, Lục Thiếu Du biết thiếu nữ tuyệt sắc là vũ giả song hệ. Thủ ấn vẽ đường cong huyền diệu, ánh sáng chói mắt bao phủ Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đánh ra các thủ ấn huyền ảo, ánh sáng thần dị che trước mặt hắn. Khí thế của Lục Thiếu Du thay đổi kỳ dị, hắn quyết định thi triển chu tức quyết. Nếu liều mạng còn có cơ hội trốn thoát, Thiếu nữ tuyệt sắc cảm giác biến đổi từ người lục thiếu du, nàng nhíu mày. Đối phương chỉ có thực lực vũ sĩ thất trọng nhưng lúc này cho thiếu nữ tuyệt sắc cảm giác rất nguy hiểm. Các ánh sáng thần dị lóe lên trước mặt lục thiếu du, linh lực rót vào, ngưng tụ. Ánh sáng thần dị tỏa ra năng lượng khủng bố, không khí quanh các năng lượng vặn vẹo. Lực lượng khủng bố dung hợp với nhau, chân khí trong người lục thiếu du như bị nước lũ nuốt mất, khí thế kinh khủng từ thạch đài bắn lên cao, biến cuồng bạo. Lục thiếu du thầm nghĩ, không được, thực lực của đối phương quá cao mình thì bị thương dù có vận dụng chu tước quyết e rằng không có phần thắng uy lực chu tước quyết mạnh mẽ nhưng lúc này lục thiếu du có sử dụng cũng khó đấu lại thiếu nữ tuyệt sắc lục thiếu du cắn răng liều lục thiếu du lại đánh ra thủ ấn những năng lượng chân khí thuộc về nam nhân vũ sĩ ngũ trọng nam nhân thủ lĩnh cao to bị hắn nuốt đều rơi vào chu tước quyết các năng lượng này không xem như chân khí của lục thiếu du những năng lượng chân khí này rót vào làm kinh mạch trướng căng năng lượng chân khí và đụng trong cơ thể lục thiếu du như có vô số thú hoang chạy trồm trong đó. Nếu lục thiếu du luyện hóa các năng lượng chân khí này cần hơn nửa tháng hoặc lâu hơn, lúc này rót hết vào chu tước quyết, có thể tưởng tượng lực lượng tràn ngập trong kinh mạch dữ dội cỡ nào. Lục thiếu du đau đớn cắn chặt răng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nội tạng và kinh mạch sắp nứt vỡ. Nếu kinh mạch không thô cứng thì lục thiếu du đã chết vì vỡ mạch. Cường giả nào có mặt ở đây sẽ hút ngụm khí lạnh khi thấy lục thiếu du liều lĩnh, đây là hành động tự sát chương 151, Mỹ nữ ra khỏi nước 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Lúc này năng lượng chân khí rót vào chu tước quyết khiến ánh sáng đang dung hợp trước mắt tán loạn. Các năng lượng chân khí không xem như thuộc về lục thiếu du, muốn dung hợp cùng chu tước quyết là điều không thể. Lục thiếu du không biết điều này, kẻ thù lớn ngay trước mắt, hắn không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Lục thiếu du chỉ hy vọng dốc sức tăng uy lực cho chu tước quyết. Những năng lượng chân khí rót vào, ánh sáng bảy sắc khuếch tán cơ thể đầu óc lục thiếu du đau như bị búa gõ cuối cùng lục thiếu du cũng phát hiện vấn đề chết tiệt không thể dung hợp chân khí này không thể dung hợp với chu tước quyết lục thiếu du nghiến răng mặc kệ nó phải dung hợp bằng được hiện giờ lục thiếu du không còn đường lui linh lực lại rót vào trong đầu linh hồn lực khống chế năng lượng khuếch tán lần nữa dung hợp chân khí hỗn độn trong cơ thể lục thiếu du đau nhức vượt sức chịu đựng khóe môi hắn chảy máu. Dù vậy Lục Thiếu Du vẫn gượng ép chống cự. Phương xa, thiếu nữ tuyệt sắc nhìn Lục Thiếu Du chầm chầm, thầm giật mình, quên xuống tay đánh hắn. Thiếu nữ tuyệt sắc nhìn ánh sáng bảy sắc quanh thân Lục Thiếu Du và lực lượng kỳ dị khác, nàng đã hiểu hắn định làm gì. Thiếu nữ tuyệt sắc kinh ngạc nói, tiểu tử này định làm gì, muốn tự sát sao, rõ ràng đối phương đang dung hợp hai loại lực lượng khác nhau, trong lực lượng đó có linh lực tràn ngập, thiếu nữ tuyệt sắc càng nhìn càng ngạc nhiên. Thiếu nữ tuyệt sắc cảm nhận vô số nguy hiểm từ người Lục Thiếu Du, nếu để hắn dung hợp thành công thì uy lực sẽ rất kinh khủng. Lục Thiếu Du cắn răng chịu đựng thân thể đau nhức điều khiển ba loại lực lượng không ngừng dung hợp. Ánh sáng bảy sắc lại ngưng tụ, mặt hắn càng lúc càng trắng, máu chảy từ khóe miệng nhỏ giọt xuống đất. Lỗ chân lông Lục Thiếu Du tràn máu, người hắn đẫm máu. Cơ thể đau nhức, kinh mạch phình ra, Lục Thiếu Du đã đến cực hạn, kinh mạch còn chướng nữa sẽ nổ tung. Cơ mặt Lục Thiếu Du run run lộ nụ cười thảm phải dung hợp, nếu không sẽ chết, nếu chết cũng nên chết kiểu oai một chút, nếu dung hợp thành công lục thiếu du vẫn còn cơ hội sống. Thiếu nữ tuyệt sắc nét mặt xa sầm nói, nguy rồi, thiếu nữ tuyệt sắc cảm nhận hơi thở nguy hiểm từ người lục thiếu du càng lúc càng đậm đặc, nàng cũng căng thẳng thần kinh. Thiếu nữ tuyệt sắc kinh ngạc nói, vũ kỹ thật kỳ dị, thiếu nữ tuyệt sắc vươn tay ra, bàn tay kết mấy thủ ấn. Năng lượng khủng bố từ bốn phương tám hướng tụ tập lại quanh thân nàng, nét mặt thiếu nữ, Tuyệt sắc trầm trọng chưa từng có, mặt thiếu nữ tuyệt sắc tái nhợt, chân khí trong người bị năng lượng khủng bố xung quanh hút ra. Lục thiếu dù cố nén đau nhức, hắn điều khiển ánh sáng bảy sắc dung hợp lại, bảy sắc màu trói lọi hơn vừa rồi nhiều. Ánh sáng bảy sắc luân phiên khá là thần dị, trên cao phát ra năng lượng kinh khủng vặn vẹo dòng không khí. Trong khoảnh khắc Lục thiếu dù đánh ra một thủ ấn, năng lượng cuồng bạo bỗng chốc yên lặng ngưng tụ thành con phượng hoàng đỏ rực cỡ bốn thước so với lúc lục thiếu du ngưng tụ chu tước quyết tại trấn thanh vân thì lần này năng lượng phượng hoàng lớn hơn một thước phượng hoàng màu đỏ rực như lửa trên đầu có phượng quan bằng lông chim bảy sắc cái đuôi kéo dày lông chim bảy sắc đôi cánh giang rộng kéo theo lửa không gian dao động theo nó cảm giác hơi thở xung quanh khóe môi lục thiếu du cong lên lần này vận dụng chu tước quyết mạnh hơn mới rồi ngưng tụ gấp mấy lần có chân khí của vũ sĩ ngũ trọng nam nhân cao to trợ giúp uy lực chu tước quyết tăng nhiều biết rằng đây không phải chân khí của hắn, nếu không uy lực sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Mặc kệ thế nào, rốt cuộc Lục Thiếu Du thành công ngưng tụ dung hợp nó, đây là Chu Tước Quyết mới, uy lực tăng nhiều. Lực lượng cuồng bạo này nếu gặp lại nam nhân cao to thủ lĩnh của Bạo Lang Dòng binh đoàn Lục Thiếu Du tin tưởng sẽ đập nát đối thủ ra bã. Lục Thiếu Du hét to một tiếng, "Chu Tước Quyết, đi!" Lục Thiếu Du đánh ra thủ ấn cuối cùng, lại hộc máu. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Du tiêu hao hết sạch chân khí thể năng lượng phượng hoàng khủng bố biến to bảy tám thước lửa bao bọc quanh thân bay vọt ra khí thế cuồng bạo phóng lên cao lửa ngập trời bao phủ trên cao mấy trăm thước không khí bị đốt kêu xèo xèo rất khủng khiếp thiếu nữ tuyệt sắc khẽ quát phong quyển tàn vân thiếu nữ tuyệt sắc đánh ra thủ ấn cuối cùng khí lưu cuồng bạo xoay tròn quanh người nàng như vòi rồng rít gào trong hiệp cốc phòng xoáy khí lưu xới tung lớp đất mặt đất nứt dạn li ti lớp đất bị bốc lên cao phô thiên cái địa đổ ập xuống năng lượng khủng bố tràn ngập, cuồng phong mạnh mẽ đến cực độ ngưng tụ, cuồng phong giết gào, rông tố lật tung hiệp cốc. Hai năng lượng cuồng bạo cực độ va chạm với nhau, vô số ánh sáng bắn tung tóe. Gió mạnh bao lấy ngọn lửa, lửa khuếch tán trong rông tố. Hiệp cốc vang một chuỗi tiếng nổ, phượng hoàng ảo biến mất trong rông tố, sau cùng ngưng tụ thành quả cầu lửa khổng lồ. Quả cầu lửa lắc lư thật mạnh phồng to lên rồi nổ tung, tạo ra tiếng nổ điếc tai trong không trung. Bùm bùm bùm, lửa bắn tung tóe trên bầu trời hiệp cốc trong tiếng nổ vang điếc tai. Sông tố bị xé nát, khí thế cuồng bạo bắn lên cao. Dầm, bịch, lục thiếu dù bị đánh bay xa mấy chục thước té cái bịch xuống đất, máu trong thân thể sôi sục, choáng váng mất ý thức. Đến cuối cùng lục thiếu dù mới biết đối phương là vũ giả tam hệ, vũ kỹ cuối cùng là phong hệ, đẳng cấp vũ kỹ rất cao. Cộp cộp cộp, thiếu nữ tuyệt sắc thụt lùi mấy bước, khóe môi tràn máu, mặt tái nhợt. nha hoàn thanh tú luôn đứng từ xa nhìn, nàng biết mình có đi lên cũng chẳng giúp được gì. Thấy chiến đấu đã xong, tiểu thư nhà nàng bị thương thì nha hoàn thanh tú vội vàng chạy tới. Tiểu thư, thiếu nữ tuyệt sắc nói, ta không sao, nhìn xem tiểu tặc kia chết chưa. Nha hoàn thanh tú đến bên cạnh lục thiếu du kiểm tra người hắn, trả lời. Tiểu thư, hắn chưa chết, chỉ xỉu. Thiếu nữ tuyệt sắc tức giận nói, tiểu tặc này dám làm bản tiểu thư bị thương, ta sẽ không để hắn chết dễ dàng. Khóa chân khí của hắn lại, chờ khi hắn tỉnh sẽ xử tiểu tặc này sau khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập tức giận vẫn toát ra phong tình nha hoàn thanh tú nói tiểu thư làm vậy quá tàn nhẫn hay giết hắn ngay đi nha hoàn thanh tú nhớ đến những cách tiểu thư hành hạ người hầu trong tông thật sự là rất thê thảm thiếu nữ tuyệt sắc tức giận nói hừ không để hắn thoát dễ vậy nhìn lén bản tiểu thư còn mắng bản tiểu thư chờ hắn tỉnh lại rồi tính sổ sau được rồi nha hoàn thanh tú đồng tình nhìn lục thiếu du đang hôn mê mấy thủ ấn điểm vào người hắn không biết qua bao lâu lục thiếu du mơ màng tỉnh dậy chân khí trong cơ thể bị đông lại trong đan điền chỉ còn sót lại chút chân khí cơ thể bị thương rất nặng lục thiếu du mở mắt ra thấy mình nằm trong sơn động một sơn động trong hiệp cốc lúc trước hắn cư ngụ lục thiếu du bị ném trong góc hang chân khí bị phong tỏa hai tay và chân bị dây leo chó chặt chương 152, là thủ tồi thảo một Chuyện được thực hiện bởi obookaudio com Hiện giờ là ban đêm, trong sơn động chỉ có ánh sáng yếu ớt. Lục Thiếu Du thấy hai bóng người trước mặt mình là thiếu nữ tuyệt sắc và nha hoàn thanh tú. Có vẻ thiếu nữ tuyệt sắc đang điều dưỡng tĩnh tỏa Lòng Lục Thiếu Du chìm xuống thầm nghĩ, sắc rối to rồi. Lục Thiếu Du rơi vào tay thiếu nữ này e rằng không có kết cục tốt, chân khí bị khóa, hắn lại bị thương nặng, bi kịch ha. Không ngờ liều mạng vận chuyển chu tước huyết vẫn không đánh lại thiếu nữ tuyệt sắc thực lực của nàng quá kinh khủng, lại còn là vũ giả tam hệ nữa. Không biết lai lịch của thiếu nữ tuyệt sắc này là gì? Lục thiếu dù thấy hai nữ nhân không phát hiện mình, hắn nhắm tịt mắt, cảm nhận kinh mạch huyệt đạo bị chân khí phong tỏa. Lục thiếu dù vận dụng âm dương linh vũ quyết xông phá chân khí bị phong tỏa, nhờ âm dương linh vũ quyết nên khóa chân khí không làm gì được hắn. Lục thiếu dù bị thương nặng, không có sức chạy trốn, tạm thời lo điều dưỡng phục hồi. Lục thiếu dù ức chế chân khí hỗn độn trong người, chậm rãi điều dưỡng trong đầu lục thiếu du suy tính các cách chạy trốn nhưng lúc này hắn không có cơ hội để trốn thời gian chậm rãi trôi qua lục thiếu du lén điều dưỡng thân thể một đêm qua đi hắn phục hồi lại chút ít chân khí vết thương thì không đỡ hơn bao nhiêu lục thiếu du cảm giác thiếu nữ tuyệt sắc thở hắt ra chắc đã ngừng tu luyện lục thiếu du không dám khinh thường vội ngừng điều dưỡng giả bộ xỉu lục thiếu du nghe nha hoàn thanh tú hỏi tiểu thư vết thương của tiểu thư sao rồi gần lành rồi đông mai nhìn xem tiểu tặc kia tỉnh chưa, thì ra nha hoàn thanh tú tên Đông Mai, không biết thiếu nữ tuyệt sắc gọi hắn là tiểu tặc thì có tên là gì. Đông Mai đến gần lục thiếu du liếc sơ, không phát hiện hắn đã tỉnh. Tiểu thư, còn chưa tỉnh, có khi nào bị thương nặng qua mãi mãi không thức tỉnh. Thiếu nữ tuyệt sắc nói, nếu không tỉnh dậy coi như hắn may, vậy đi, dù chết cũng không thể để hắn chết yên, đào con mắt của hắn ra, sau đó cắt lưỡi cho yêu thú ăn. Đông Mai nói, tiểu thư, làm như vậy tàn nhẫn quá, nhiều đây mà tàn nhẫn vẫn chưa đủ giảm bớt tức giận trong lòng ta thôi để ta tự mình làm lục thiếu du mở mắt ra chửi được rồi cho ta một nhát đi luôn đi không ngờ người đẹp vậy mà lòng độc như rết vì sao hắn gặp nữ nhân xinh đẹp trong sơn mạch vụ đô toàn là tâm ngoan thủ lạt có câu độc nhất là lòng nữ nhân quả nhiên quá đúng thiếu nữ tuyệt sắc hừ lạnh một tiếng ha chịu tỉnh rồi sao sớm biết ngươi đang giả chết dù tức giận vẫn không làm giảm sắc đẹp của thiếu nữ tuyệt sắc ngược lại thêm phần đáng yêu. Lúc này Lục Thiếu Du không có tâm tình ngắm sắc đẹp, dù sao bản thân giữ nhiều lành ít, hắn chửi cho sướng miệng. Muốn giết cứ giết, bản công tử chết rồi làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Thiếu nữ tuyệt sắc nhìn Lục Thiếu Du chầm chầm, hỏi. Ngươi sống còn không làm gì bản cô nương được, chết rồi làm gì được ta? Cho ta biết, ngươi là ai? Lục Thiếu Du hừ mạnh, ta là ai liên quan gì tới ngươi? lục thiếu du thầm nghĩ đa số nữ nhân thích một nam nhân là bởi vì nàng không hiểu nam nhân đó có lẽ nữ nhân này vì tính tò mò sẽ không giết hắn vậy thì hắn có cơ hội chạy trốn thiếu nữ tuyệt sắc nhỏ giọng nói đã thấy qua cứng miệng không biết tên này có cứng thật không lục thiếu du mắng bản công tử có chỗ khác càng cứng hơn muốn thử không nhưng dù ngươi muốn thì ta cũng không thích lục thiếu du chưa nói hết câu đã la lên a à, miệng lục thiếu du đau rát Thiếu nữ tuyệt sắc cầm cây kim màu lục đâm vào mặt Lục Thiếu Du, cơ mặt hắn tê dại như bị ngàn vạn con kiến cắn. Cây kim có độc, thiếu nữ tuyệt sắc mỉm cười nói: "Đây là vạn nghĩ toàn tâm châm, loại độc yếu nhất của bản tiểu thư. Giờ ngươi suy nghĩ kỹ đi, có chịu khai ngươi là ai không?" Lục Thiếu Du chửi: "Đồ nữ nhân rắn rét, chắc tại ngươi tránh thai thất bại nên mất cân đối nội tiết tố, thời mãn kinh đến trước. Nếu bản công tử không chết, sau này sẽ bán ngươi vào kỹ viện." Mặt Lục Thiếu Du đau nhức nửa bên phải sưng húp thiếu nữ tuyệt sắc không nghe hiểu lục thiếu du đang chửi cái gì nhưng nàng nghe được chữ kỹ viện mặt thiếu nữ tuyệt sắc vặn vẹo mắng này gò má trái của lục thiếu du cũng tê dại thiếu nữ tuyệt sắc đâm một cây kim đem lại nỗi đau ngàn vạn con kiến cắn người bình thường tuyệt đối không chịu nổi lục thiếu du tức giận mắng ta tuyệt đối không tha cho ngươi đồ nữ nhân ác độc chết tiệt mặt của ta lục thiếu du không làm gì được đối phương mặc dù đã giải được phong ấn cho chân khí nhưng hai tay và chân hắn bị trói chặt không thể nhúc nhích thiếu nữ tuyệt sắc hừ lạnh một tiếng ta chờ xem ngươi làm sao không tha cho ta ta đổi ý rồi ta sẽ không giết ngươi mỗi ngày hành hạ ngươi một lần cho đến khi ngươi chết thiếu nữ tuyệt sắc không quan tâm lục thiếu du đe dọa nàng vươn bàn tay bóp miệng hắn lục thiếu du không thể vùng vẫy chợt cảm giác đầu lưỡi đau nhức lục thiếu du rú lên a à, lưỡi là một trong những chỗ nhạy cảm thịt mềm nhất trong thân thể con người. Vạn nghĩ toàn tâm châm đâm vào làm lưỡi lục thiếu du tê dại sau đó cứng như cục đá, không nói ra lời. Thiếu nữ tuyệt sắc hừ mạnh, hừ, ai kêu ngươi mắng ta, dám nhìn lén bản tiểu thư. Mắng, mắng tiếp đi, sao không mắng nữa, ta còn vô số cách chờ hành hạ ngươi đây, nhớ đừng chết quá sớm. Lục thiếu du rất muốn chửi nhưng lưỡi sưng lấp kín khoáng miệng, hắn không nói nên lời. Lục thiếu du chỉ có thể dùng đôi mắt rực lửa chửi trong cổ họng, chửi thầm 18 đời tổ tông nhà thiếu nữ tuyệt sắc, nhưng dù làm vậy vẫn không thể giảm bớt đau đớn trên mặt và miệng lục thiếu du. Lúc này lục thiếu du mặt sưng húp, miệng phồng lên như cái đầu heo. Lục thiếu du không soi gương, nếu không hắn sẽ sợ đứng tim. Đông Mai hỏi, tiểu thư, nếu không giết hắn thì đưa đi đâu? Chúng ta có nên quay về không? Thiếu nữ tuyệt sắc hờ hững nói, để hắn tự đi, cởi trói hai chân của hắn, dù sao không sợ hắn chạy. Chờ ta lành vết thương sẽ xuất phát thiếu nữ tuyệt sắc đắc ý rút về cây kim, phủi tay, liếc xéo lục thiếu du gào la thảm thiết. Thiếu nữ tuyệt sắc ngồi xếp bằng tập trung điều dưỡng, nhà hoàn đông mai đồng tình nhìn lục thiếu du, nhưng chỉ có thế, nàng. Cũng ngồi tu luyện, lục thiếu du đau đớn gào rú một lúc sau toàn thân tê dại mới đỡ khó chịu hơn. Lục thiếu du trừng mỹ nhân rắn rết kia, hắn bất đắc dĩ không biết nên làm sao. Đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều, nhìn hai nữ nhân tĩnh tỏa, lục thiếu du âm thầm điều dưỡng, dù có trốn cũng phải chờ vết thương lành mới được, nếu không thì hắn chẳng có cơ hội nào. Trong rừng cây rậm rạp sơn mạch vụ đô có mấy trăm bóng người đang tìm kiếm thứ gì. Ba người đi đằng trước nhất, trong đó có hai người là lão nhân mặc trường bào, một nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên là thành chủ thành vụ đô, trưởng lão ngoại môn Vân Dương Tông, Vương Minh Nguyệt. chương 153, là thủ tồi thảo hai Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com, một lão nhân mặc trường bào màu trắng sốt ruột nói minh nguyệt lão đệ nhanh lên chúng ta phải nhanh chóng tìm ra tiểu thư nếu tiểu thư xảy ra chuyện gì thì ba chúng ta đều tiêu đời lão nhân tóc dài xóa vai khí thế dao động mơ hồ quanh thân thực lực siêu phàm vương minh nguyệt lộ vẻ mặt sốt ruột trả lời ngô trưởng lão mọi người đều đang cẩn thận tìm kiếm những người có thể điều động từ thành vụ đô thì ta đã phái đi hết tìm tiểu thư đại tiểu thư của vân dương tông Nữ nhi duy nhất của tông chủ mất tích trong thành vụ đô địa bàn của gã, Vương Minh Nguyệt cũng tàn đời. Ngô trưởng lão khẽ thở dài, mấy ngày hôm trước chúng ta còn tìm thấy ấn ký Vân Dương Tông, chắc là nhà đầu Đông Mai để lại, tiểu thư sẽ ở quanh đây thôi. Tiểu thư không thể xảy ra chuyện gì, nếu sớm biết thế này đã không mang theo tiểu thư đi. Một nam nhân trung niên khác nói, chúng ta đừng quá lo, tiểu thư ham chơi nhưng thực lực không yếu, còn mang theo vũ khí bí mật, dù là chúng ta nếu đánh với tiểu thư cũng không làm gì được tiểu thư chỉ sợ gặp phải cường giả gì thì hơi rắc rối. Vương Minh Nguyệt nói, tôn trưởng lão nói đúng, chỉ mong tiểu thư đừng đi vào sâu trong sơn mạch vụ đô, chỗ đó có nhiều cường giả. Nếu là vòng ngoài sơn mạch vụ đô thì tiểu thư sẽ không gặp nguy hiểm gì lớn. Trong hiệp cốc, chân khí trong người lục thiếu du dần phục hồi, nhưng hắn bị thương quá nặng, tiêu hao gần hết, khó thể hoàn toàn khỏe mạnh trong thời gian ngắn. Chân khí bị lục thiếu du hút vào đã tiêu hao sạch khi hắn sử dụng chu tước quyết, đó không phải chân khí mình luyện hóa, tiêu hao xong không thể bổ sung. Lục Thiếu Du chậm rãi điều dưỡng, phải hết cẩn thận tránh cho bị đối phương phát hiện nên tốc độ chậm nhiều, phục hồi càng chậm chạp. Lại một ngày qua đi, Lục Thiếu Du cảm giác vết thương trong người mới lành khoảng 20%. Xem hơi thở từ thiếu nữ độc ác thì đã phục hồi 90%. Lục Thiếu Du cảm giác vết thương trên mặt và lưỡi đỡ hơn nhiều, độc thuộc loại tầm thường, không chí mạng. Thiếu nữ tuyệt sắc thở hắt ra, phù vết thương của thiếu nữ tuyệt sắc đã lành gần hết, nàng mở mắt ra, đôi mắt lóe tia sang. Thiếu nữ tuyệt sắc nhìn lục thiếu du chằm chằm, mắt lóe tia khó hiểu. Thiếu nữ tuyệt sắc hỏi, tiểu tặc, người có chút bản lĩnh, người chúng vạn nghĩ toàn tâm châm của ta cần ít nhất 10 ngày, nửa tháng mới hết độc, người thì chỉ mất một ngày, thật khiến ta bất ngờ. Lục thiếu du ngạc nhiên, hắn còn tưởng đâu độc này nhẹ. Lục thiếu du thầm đoán có lẽ lần trước tiểu long trừ độc giúp khiến hắn có sức đề kháng với độc tố, Lục Thiếu Du hỏi, hôm nay muốn làm gì? Bản công tử chờ đây, là nam nhân không thể cúi đầu trước nữ nhân. Thiếu nữ tuyệt sắc nhỏ giọng nói, thế nào, hôm nay không mắng sao? Ta đang chờ đây, thiếu nữ tuyệt sắc lườm Lục Thiếu Du, mắt chứa ý cười trêu cợt. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, chẳng lẽ ngươi rất muốn nghe ta chửi, sở thích biến thái thật. Nói vậy nhưng Lục Thiếu Du không dám chọc giận nàng. Nữ nhân này độc ác hơn Lam Linh nhiều Thiếu nữ tuyệt sắc chừng Lục Thiếu Du Ngươi, Thiếu nữ tuyệt sắc lại bảo, ta lười nói nhiều với ngươi, nói đi, rốt cuộc ngươi là ai? Thiếu nữ tuyệt sắc có hứng thú với vũ kỹ lục thiếu dù đã sử dụng lúc tấn công nàng, hắn chỉ là vũ sĩ thất trọng nhưng có thể đánh nàng bị thương, vũ kỹ đó thật ghê gớm. Lục thiếu dù hừ lạnh một tiếng, ta chính là ta, hỏi câu ngốc thật, thiếu nữ tuyệt sắc đang định nổi giận, nhà hoàn đông mai hỏi. Người tên là gì, môn phái nào, lục thiếu du liếc thiếu nữ tuyệt sắc, nói, không sợ nói cho người biết, Bản công tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta là Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du chính là ta. Môn phái thì bản công tử là đệ tử của Vân Dương Tông, hãy thả ta ra, nếu không Vân Dương Tông sẽ không tha cho ngươi. Thiếu nữ Tuyệt Sắc ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Ngươi là đệ tử của Vân Dương Tông? Đông Mai ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du, thiếu nữ Tuyệt Sắc kinh ngạc hỏi, ngươi là đệ tử của ai trong Vân Dương Tông? Nhìn biểu tình của thiếu nữ Tuyệt Sắc và Đông Mai, Lục thiếu du thầm nghĩ chẳng lẽ hai nữ nhân này có liên quan gì với vân dương tông? Không chừng hắn có cơ may được thả ra. Tuy lục thiếu du là đệ tử của vân dương tông nhưng tối đa chỉ xem như sư phụ thì hắn thậm chí chưa bước qua cửa tông môn. Ta là đệ tử của bạch mi trưởng lão. Lục thiếu du chỉ biết vân dương tông có một bạch mi trưởng lão tạm thời lấy ra dùng. Thiếu nữ tuyệt sắc cười trêu cợt, tiểu tặc dám gạt ta. Ánh sáng trắng chợt lẽ, vạn nghĩ toàn tâm châm đâm vào đùi lục thiếu du. Lục thiếu du hét to. a, à, đùi lục thiếu du sưng lên, cảm giác bị vạn con kiến cắn không dễ chịu chút nào. Lục thiếu du chửi ầm lên. Đồ nữ nhân rắn độc, bản công tử không tha cho ngươi. Mắng tiếp đi, tay thiếu nữ tuyệt sắc lại bắn ra ánh sáng trắng, đùi bên kia của lục thiếu du cũng đau đớn như bị vạn con kiến cắn. Đông Mai liếc lục thiếu du, nói, tiểu thư, tiểu tử này không nói thật, chút nữa hãy hỏi lại, chúng ta đi kiếm cái gì ăn. Thiếu nữ tuyệt sắc nói, cũng tốt, ta đang đói ra ngoài tìm đồ ăn rồi sẽ tính sổ tiểu tặc này sau thiếu nữ tuyệt sắc ra khỏi sơn động nàng không sợ lục thiếu du bỏ trốn tiểu tặc đã bị phong tỏa chân khí không trốn thoát được hai nữ nhân ra khỏi sơn động lục thiếu du nhìn năm năm mãi khi bóng dáng khuất xa lúc này không trốn còn đợi tới bao giờ chân khí khuếch tán lục thiếu du thúc dục nộ diếm quyền quyền ấn tràn ngập lửa nóng cháy dây leo chói tay lục thiếu du bị đốt đứt từng khúc nữ nhân độc ác Ngươi không ngờ lão tử sông mở chân khí đúng không Lục thiếu du vội cởi dây leo trói chân Đứng dậy chân vừa tê vừa đau chỉ có thể đi cả nhắc Lục thiếu du lại chửi 18 đời tổ tông nhà thiếu nữ tuyệt sắc Lục thiếu du đến cửa hang động thập thò nhìn Hắn cố nén đau đớn ở chân đi cả nhắc trốn ra ngoài Lục thiếu du khá quen thuộc hiệp cốc này Hắn biết làm sao ẩn núp nhanh chóng rời đi Dọc đường đi lục thiếu du không dám nghỉ chân co giò chạy trốn Chỉ dây lát hai nữ nhân kia sẽ quay về nếu lục thiếu du rơi vào tay bọn họ thì đời hắn tàn lục thiếu du rời đi không lâu sau bên ngoài hiệp cốc có mấy trăm khách không mời xuất hiện là nhóm vương minh nguyệt ngô trưởng lão nhìn chằm chằm một dấu hiệu hình sao trên cái cây to ngoài rừng rậm hiệp cốc nói là tiêu ký của vân dương tông ta chắc tiểu thư ở bên trong vương minh nguyệt hét to mọi người mau tìm nhanh mấy trăm người lao vào rừng rậm không lâu sau trông thấy hiệp cốc trong sơn động ở hiệp cốc thiếu nữ tuyệt sắc nhìn chằm chằm cái hang trống rỗng thiếu nữ tuyệt sắc tức giận quát, tiểu tặc kia đâu, chỉ mới giây lát đã không thấy tiểu tặc kia đâu. Đông Mai nói, tiểu thư, đã trốn rồi thì kệ hắn đi, chương 154, lại vào miệng cọp một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Thiếu nữ tuyệt sắc hừ lạnh một tiếng, người hắn có vết thương, không chạy xa được, còn chúng vạn nghĩ toàn tâm châm, chúng ta đuổi theo. Thiếu nữ tuyệt sắc buông xuống mấy con dã thú vừa tìm được, chạy ngay ra ngoài sơn động nha hoàn đông mai vội chạy theo tiểu thư nhờ với trong hiệp cốc một bóng người vọt lên lướt qua hư không đáp xuống trước mặt thiếu nữ tuyệt sắc là ngô trưởng lão áo trắng là tiểu thư tiểu thư rốt cuộc chúng ta đã tìm được tiểu thư thiếu nữ tuyệt sắc ngây người ngô trưởng lão sao ngô trưởng lão đến đây thiếu nữ tuyệt sắc nhìn mấy trăm người và ngô trưởng lão trong hiệp cốc không ngờ bọn họ đến mau vậy ngô trưởng lão nói tiểu thư chúng ta tìm tiểu thư hơn một tháng tiểu thư không có việc gì thì tốt, hãy mau trở về, nếu tiểu thư còn không chịu về e rằng tông chủ sẽ tự mình tìm người. Đông Mai lên tiếng, tiểu thư, chúng ta trở về đi, thấy đám người ngô trưởng lão đến, Đông Mai thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày Đông Mai phập phồng lo sợ. Thiếu nữ tuyệt sắc quát, nhưng tiểu tặc kia đã chạy, ta phải bắt được hắn đã. Thiếu nữ tuyệt sắc còn nhớ mãi lục thiếu du, ngô trưởng lão nghi hoặc hỏi, tiểu tặc gì, mặt thiếu nữ tuyệt sắc hay hồng không có gì, chỉ là một con yêu thú. Thiếu nữ tuyệt sắc xấu hổ không dám nói mình tắm rửa bị người ta nhìn trộm. Chỉ là một con yêu thú, chờ khi tiểu thư đột phá vũ phách thì chọn một con yêu thú huyết mạch tốt bồi dưỡng thành tỏa kỵ là được. Trong sơn mạch vụ đô này không có yêu thú gì tốt. Thiếu nữ tuyệt sắc bực tức nhỏ giọng nói, tiểu tặc, lần sau gặp mặt ta sẽ không tha cho ngươi. Vương Minh Nguyệt, tôn trưởng lão đến bên cạnh thiếu nữ tuyệt sắc, nói, tiểu thư, chúng ta về thôi. Trong hiệp gốc, mấy trăm nam đệ tử trẻ tuổi của thành vụ đô ngây người nhìn thiếu nữ tuyệt sắc bọn họ chưa từng thấy nữ nhân nào đẹp như vậy tuy thiếu nữ tuyệt sắc là đại tiểu thư trong tông nhưng bọn họ không có cơ hội vào vân dương tông trước kia chưa từng gặp nàng có nam đệ tử chảy máu mũi nhưng bọn họ chỉ có thể chảy máu mũi lén tưởng tượng bọn họ không trèo cao đại tiểu thư trong tông nổi thiếu nữ tuyệt sắc lẩm bẩm thôi trong sơn mạch vụ đô không có gì vui Chờ ta trở lại tông đột phá đẳng cấp vũ phách rồi mới tìm một con tòa kỵ chơi." Tôn trưởng lão nói, "Tiểu thư còn 3 năm nữa, 3 năm sau vừa lúc là lúc so tài Tam tông tứ môn 15 năm một lần. Tiểu thư có thể tranh một hơi cho Vân Dương tông." Lục Thiếu Du chạy nhanh như điên, máu trong cơ thể sôi trào, vết thương vừa mới lành được hai phần giờ lại bị nặng hơn. Lục Thiếu Du đi cả nhắc, người rất là chật vật. Lục Thiếu Du không hay biết chuyện xảy ra trong hiệp gốc, nếu biết có lẽ hắn đã không chạy trốn ít nhất Phương Minh Nguyệt thành chủ thành vụ đô có thể chứng minh hắn chính là đệ tử của Vân Dương Tông. Không biết chạy bao lâu, Lục Thiếu Du không dám dừng lại, vết thương lại ác hóa, máu cuồn cuộn. Lục Thiếu Du phun ra ngụm máu, Lục Thiếu Du thầm nghĩ, không được, ta phải cố lên, không thể bị nữ nhân độc ác kia đuổi kịp. Trong sơn mạch này không an toàn, phải tìm một chỗ trú ngụ. Bộ dạng Lục Thiếu Du bây giờ nếu bị một số đoàn đội, dòng binh đoàn gặp phải thì hơn một nửa tiêu đời. Cũng may trên đường đi lục thiếu du không gặp chuyện hỏa vô đơn chí. Không đụng phải đoàn đội, dòng binh đoàn gì. a à, không biết đến chỗ nào lục thiếu du bước hụt té từ sườn núi lăn xuống bụi cỏ và lùm cây, quần áo bị móc rách, lưng bị nhánh cây cắt mấy vết chảy. Lục thiếu du rơi xuống một sơn cốc nhỏ, sơn cốc rất ẩn khuất, không lớn, lại bị lùm cây che kín. Lục thiếu du hộc máu, phụt, lục thiếu du lồm cồm bò dậy, nhìn quanh sơn cốc quan sát, sơn cốc ẩn khuất là chỗ cư ngụ rất tốt mà lục thiếu du đang tìm hắn cần nhanh chóng phục hồi lại vết thương lục thiếu du quan sát thấy trong sơn cốc có nhiều tảng đá trên vách đá có các cửa hang phong hóa diện tích lớn đủ chứa lục thiếu du vào ở lục thiếu du đi vào trong hang một hơi nuốt hai viên đan dược trị thương tam phẩm khoanh chân điều tức lục thiếu du bị thương quá nặng ưu tiên hàng đầu bây giờ là chữa lành vết thương thời gian chậm rãi trôi qua lục thiếu du bận điều tức không có khái niệm thời gian Từng ngày chậm rãi qua đi, hai viên đan dược trị thương tam phẩm có giá trị khá lớn nên vết thương cũng nhanh lành hơn một chút, chỉ một chút vì vết thương của Lục Thiếu Du khá nặng. Mười ngày sau, sáng sớm trong sơn mạch vụ đô luôn đầy sương mù. Ban mai bị ánh nắng phá mở, tiên nắng chiếu vào rừng cây lấp lánh nhiều ánh sáng. Giọt sương lung linh nhiều sắc màu rất đẹp, cộp cộp cộp, đột nhiên một chuỗi tiếng bước chân hỗn loạn phá vỡ bình tĩnh lúc sáng sớm trong sơn mạch, một bóng người áo đen lướt qua người áo đen nhảy vọt mấy lần đã vượt qua mấy trăm thước. Nhìn gần thì thấy là một lão nhân áo đen, tay phải bịt vai, máu chảy ròng ròng, mặt trắng bệch. Lão nhân áo đen nhảy vọt mấy lần biến mất tại chỗ, lão bị thương nhưng tốc độ vẫn nhanh như hồn ma, có thể thấy thực lực của lão cực kỳ cường đại. Lão nhân áo đen biến mất nửa canh giờ sau trong sơn mạch vụ đô lại xuất hiện hai lão nhân, bọn họ như hồn ma hiện hình, tu vi rất khủng khiếp. Một lão nhân ngồi xuống bên vũng máu, nói, lão độc vật bị trọng thương, chạy không xa, Lão nhân sắc mặt âm trầm nói: "Phải tìm ra lão độc vật, nếu không sẽ họa lớn." Lão nhân kia nói: "Chúng ta đuổi theo Nguyên Sơn mạch vụ đô này, đánh nhau hai lần vẫn để lão độc vật chạy thoát, công nhận lão độc vật mạnh thật." Lão nhân sắc mặt âm trầm lạnh nhạt nói: "Lão độc vật chỉ dựa vào dùng độc, nếu không chúng ta cần gì sợ." Hai lão nhân biến mất tại chỗ, trên một sườn núi, lão nhân áo đen quan sát bốn phía. Một lát sau lão nhân áo đen dường như phát hiện điều gì nhảy người xuống. Trong sơn động, quanh người lục thiếu du tỏa ánh sáng nhạt, sắc mặt hồng hào hơn. Qua 10 ngày điều tức đến ngày thứ 6 lục thiếu du lại phí phạm nuốt một viên đan dược trị thương tam phẩm, vết thương tốt hơn 80%. Thức cảnh giác, lục thiếu du lập tức phát hiện có điều không bình thường, dường như có hơi thở nào khác đến gần hắn. Ai đó, lục thiếu du bỗng không thể nhúc nhích, có mấy chỉ ấn rơi vào người hắn. Chân khí ngưng tụ, kinh mạch huyệt đạo bị phong, lục thiếu du nằm sụi lơ dưới đất. Lục Thiếu Du thấy một lão nhân áo đen, khoảng 50 tuổi, mặt không chút máu, ánh mắt sắc bén, vạt áo lấm tấm vệt đỏ. Trông bộ dạng của lão nhân áo đen bị thương khá nặng. Lão nhân áo đen nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, "Tiểu tử, ta cần tìm một chỗ chữa thương, hôm nay không muốn giết người. Ngươi hãy ngoan ngoãn ở đây, chờ ta lành vết thương sẽ tha cho ngươi." Lão nhân áo đen đánh ra vài thủ ấn, một luồng khói đen bám vào cửa hang. Lão nhân áo đen nhét mấy viên đan dược vào miệng, ngồi xếp bằng điều tức chương 155, lại vào miệng cọp 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Lục thiếu du chửi thầm trong bụng, tổ cha nó, năm nay lão tử phạm thái tuế sao? Mới thoát ma trảo lại bị bắt, lục thiếu du không hiểu, năm nay không phải năm bổn mạng của hắn, sao chuyến này xui xẻo hết sức? Đột nhiên bị người ta bắt, lục thiếu du không biết xảy ra chuyện gì. Lục thiếu du cảm giác vài luồng linh lực phong tỏa kinh mạch huyệt đạo, hắn ngạc nhiên thầm nghĩ linh lực, là linh giả, lão nhân áo đen là linh giả sao? Lục Thiếu Du dù vận dụng âm dương linh vũ quyết lén luyện hóa vài luồng linh lực, thứ này không làm khó được Lục Thiếu Du. Thời gian chậm rãi trôi, một ngày sau Lục Thiếu Du rốt cuộc luyện hóa xong mấy cấm chế linh lực trong người. Lão nhân áo đen rất mạnh, luyện hóa xong mấy linh lực này khiến hắn cảm giác linh lực trong đầu mình mạnh hơn một chút. Lục Thiếu Du luyện hóa xong cấm chế linh lực, vết thương trên người cũng lành tám phần nhưng hắn không dám nhúc nhích trực giác cho lục thiếu du biết lão nhân áo đen tuyệt đối không dễ chọc sơ sẩy một cái là hắn sẽ mất mạng khí thế từ người lão nhân áo đen mạnh hơn bất cứ cường giả nào lục thiếu du đã thấy lục thiếu du nhìn lén lão nhân áo đen tóc dài màu đen dáng người mảnh khảnh ánh sáng đen đặc bao bọc toàn thân lão lục thiếu du nhìn chằm chằm lão nhân áo đen thầm nghĩ linh giả lục thiếu du không nhìn thấu đẳng cấp tu vi của lão nhân áo đen nhưng lão có thực lực mạnh nhất trong những người hắn đã gặp Lão nhân áo đen thở hắt ra, "Phù." Lão nhân áo đen vụt ngoái đầu nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt sắc bén làm hắn rùng mình. Mắt lão nhân áo đen như nhìn thấu linh hồn Lục Thiếu Du. Lão nhân áo đen nhìn Lục Thiếu Du đăm đăm, nói: "Tiểu tử giỏi, không ngờ có thể lén giải trừ cấm chế của ta, nhưng chút thủ đoạn của ngươi không lừa được ta đâu." Lòng Lục Thiếu Du chìm xuống, cực kỳ ngạc nhiên, thực lực của lão nhân áo đen quá khủng khiếp, thật sự nhìn thấu được hắn lão nhân áo đen ném một viên đan dược cho lục thiếu du, đôi mắt không cảm xúc nói. Bên cạnh ta cần có người sai khiến, nuốt đan dược này vào hoặc ta giết ngươi. Lục thiếu du sừng sốt, đan dược này chắc không phải thuốc bổ, nếu nuốt xuống sẽ rất rắc rối. Lão nhân áo đen nhìn lục thiếu du chằm chằm, lạnh lùng nói. Ta không có kiên nhẫn, trước khi ta còn chưa mất kiên nhẫn người tốt nhất đừng khiêu chiến sức chịu đựng của ta. Lục thiếu du liếc qua lão nhân áo đen, hắn biết lão không như nữ nhân độc ác kia, hắn không có cơ hội từ chối hay trốn thoát, trừ phi muốn chết. Lục thiếu du mỉm cười nói, ta uống, lục thiếu du bỏ ngay đan dược vào miệng, năng lượng quái dị lập tức lan tràn trong kinh mạch tán đi tứ chi. Lục thiếu du cảm giác rõ ràng năng lượng kỳ dị dán chặt tứ chi của hắn. Lão nhân áo đen lên tiếng, người đã nuốt vệ huyết hóa cốt đan, trong vòng một năm nếu không có thuốc giải kinh mạch của ngươi sẽ đứt từng khúc mà chết. Ta không tin ai có thể giải độc đan do ta luyện chế. Hãy nhìn lòng bàn tay của ngươi, nếu muốn chết thì tùy thời rời đi nếu không muốn chết vậy hãy ngoan ngoãn nghe lệnh ta lục thiếu du nhìn lòng bàn tay bên trong có một đốm đen cỡ hột đậu hắn thật sự trúng độc lục thiếu du thầm hoảng không biết lão nhân áo đen nói thật hay giả lục thiếu du nói muốn ta làm gì cứ nói nhưng ta làm sao biết lúc đó lão có cho ta thuốc giải không nếu lão không cho chẳng phải ta chết chắc dù sao cũng chết cần gì chịu lão khống chế trong đầu lục thiếu du suy nghĩ đủ khách có lẽ nam thúc có thể cứu hắn nam thúc không yếu hơn lão nhân áo đen trong ngọc giản nam thúc đưa có nhiều giới thiệu về độc đan và cách giải độc nhưng không có giới thiệu về vệ huyết hóa cốt đan lão nhân áo đen lạnh lùng liếc lục thiếu du người muốn mặc cả với ta ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm lục thiếu du khí thế vô hình bao phủ hắn ngực lục thiếu du như bị búa đập linh hồn trong đầu bị ức chế không khí nặng nề càng vùng vẫy áp lực càng lớn như muốn xé nát hắn ra lục thiếu du toát mồ hôi ròng ròng lục thiếu du nói nếu lão thích hỉ lớn hiếp nhỏ thì ta không lời nào để nói, lão cứ giết ta đi. Lục thiếu du ỉ vào lão nhân áo đen khống chế hắn tức là có chuyện muốn hắn làm, sẽ không thật sự giết hắn. Cơ mặt lão nhân áo đen co giật, hỏi, ngươi không sợ chết, lục thiếu du nói, sợ, có ai không sợ chết, tiểu gia chưa sống đủ, nhưng trước khi xác định có mạng sống tiếp không tiểu gia không muốn bị người khống chế, như vậy chẳng bằng sớm chết đi. Chán lục thiếu du chảy mồ hôi ròng ròng, hắn cắn răng ngước đầu lên, lão nhân áo đen nhìn lục thiếu du chầm chầm, cười to bảo. Ha ha, ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu, điều này vốn không có gì đáng trách. Thế giới này là cường giả làm vua, người nói những lời này là nhảm nhí. Kẻ yếu chết sẽ không có ai đồng tình, người thắng làm vua, người thua làm giặc, chẳng lẽ ngươi không hiểu điều đó. Lão nhân áo đen tiếp tục bảo, nhưng thấy tiểu tử nhà ngươi có ngạo cốt, không giống loại tham sống sợ chết ta bảo đảm khi ta lành vết thương sẽ giải độc giúp ngươi, thôi hồn độc suốt ta đây chưa đến mức lừa tiểu quỷ nhà ngươi. Uy nhiếp vô hình biến mất, lục thiếu du thoải mái hơn hẳn. Ta tin lão, nói đi, muốn ta giúp lão làm chuyện gì? Lão nhân áo đen nói, ta cần ngươi tìm một loại dược liệu cho ta, tên Long Tu Thảo. Ta cần luyện chế đan dược, lục thiếu du kinh ngạc nói. Long Tu Thảo, Long Tu Thảo thường là dược liệu luyện chế đan dược tứ phẩm trở lên. Có khi đan dược ngũ phẩm, Lục phẩm cũng sẽ dùng Long tu thảo. Tuy không phải dược liệu chính nhưng giá trị của Long tu thảo rất cao, giá trên 2 vạn kim tệ. Lục Thiếu Du không có Long tu thảo, cũng khó ra ngoài tìm kiếm. Lục Thiếu Du nói, Long tu thảo không dễ tìm, chúc thực lực của ta nếu đi ra tìm dược liệu dù có gặp Long tu thảo cũng không lấy về được. Lòng Lục Thiếu Du chìm xuống, Long tu thảo mặc dù khó tìm nhưng trong túi không gian của nam nhân thủ lĩnh cao to bạo lang dòng binh đoàn vừa lúc có một gốc, và còn các dược liệu kim tệ khác tổng gái trị khoảng 10 vạn kim tệ, trong đống đó thì long tu thảo quý nhất. Lão nhân áo đen đưa hai viên đan dược cho lục thiếu du, một viên khí độc đan, một viên thuốc giải. Người biết khá nhiều, nhưng ta cần có long tu thảo luyện chế đan dược. Đây là khí độc đan, lúc gặp nguy hiểm ngươi hãy bóp nát nó, sẽ không ai dám đuổi theo ngươi. Đây là thuốc giải, người nuốt một viên sẽ không trúng độc. Lục thiếu du nhận lấy đan dược, long tu thảo khó tìm, không chừng trong một năm ta cũng không tìm được ta sẽ tìm cách đi các dòng binh đoàn mua nó thử xem, nhưng ta không có đủ kim tệ. Lục thiếu Du có sẵn lòng tu thảo nhưng trực tiếp đưa cho thôi hồn độc xuất thì lỗ to, hắn không bao giờ làm chuyện lỗ vốn. Thôi hồn độc xuất nhìn lục thiếu du chầm chầm, ném một viên đan dược cho lục thiếu du, mùi thuốc đậm đặc tràn ngập trong sơn động. chương 156, đan dược ngũ phẩm 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Thôi hồn độc xuất lạnh lùng nói, ta không có kim tệ, đây là tăng linh đan, đan dược tứ phẩm đủ đổi năm gốc long tu thảo. Mau tìm long tu thảo về, nếu không ngươi đừng mong lấy được thuốc giải. Lục thiếu du nhận lấy tăng linh đan, biết, lòng lục thiếu du mừng như điên, đây là tăng linh đan, thứ tốt, trong ngọc giản của nam thúc có giới thiệu, mặc dù tăng linh đan là đan dược sơ. Giai tứ phẩm nhưng có tác dụng tăng mạnh linh lực và linh hồn. Quan trọng hơn tăng linh đan là vật cần dùng để linh giả đột phá linh phách, giá trị trên 10 vạn kim tệ. Lục thiếu du cầm tăng linh đan đi ra sơn động, dạo một vòng rồi rời khỏi sơn cốc, trèo lên mấy đỉnh núi, ngồi trên cái cây cao trong rừng rậm. Trong lòng Lục Thiếu Du rất mâu thuẫn, không biết Nam Thúc có thể giải độc trên người hắn không. Nếu Nam Thúc giải được về huyết hóa cốt đan thì bây giờ Lục Thiếu Du về Trấn Thanh Vân còn kịp, không cần chịu thôi hồn độc suốt khống chế. Nhưng nếu Nam Thúc không giải độc được thì Lục Thiếu Du tiêu đời. Tiểu Long đang ngủ say đột phá, không biết nó có thể giải độc được không, Lục Thiếu Du không dám mạo hiểm, mạng nhỏ của mình đương nhiên phải đau lòng. Thôi, xui xẻo thì đành chịu. Lục Thiếu Du than thở, hắn không trở về ngay. Mang tiếng đi tìm Long Tu Thảo nếu Lục Thiếu Du về quá nhanh sẽ khiến thôi hồn độc suất nghi ngờ. Hắn chờ thêm một, hai ngày rồi về. Lục Thiếu Du nhảy người lên biến mất tại chỗ. Vừa lúc hắn đi ra ngoài rèn luyện một phen, vết thương đã lành gần hết. Trong một rừng cây rậm rạp, cây cối to lớn bao phủ không gian. Trong rừng cây, một con ngấu to ba hước sang nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Con gấu màu trắng tinh không lẫn sắc khác, mắt như chuông đồng, toát ra khí thế khủng bố. Yêu thú hậu kỳ nhị dai, lục thiếu du cảm giác hơi thở từ người con gấu đã đến trình độ yêu thú hậu kỳ nhị dai, phúc sư nhất trọng cũng khó làm gì nó, đây là một loại thổ chi yêu hùng, da dày thịt béo, phòng ngự cực mạnh, rất khó đối phó. Thổ chi yêu hùng phát ra tiếng gầm đáng sợ, grau, thân hình to lớn dẫm nền đất vọt lên, chi trước vỗ vào người lục thiếu. Du, to con, xem bản công tử giải quyết người thế nào. Lục thiếu du không bỏ chạy, Chân khí dồn dưới chân nhanh nhẹn né đòn công kích của thổ chi yêu hùng. Con thổ chi yêu hùng, da dày thịt béo, phòng ngự cực mạnh nhưng hơi cồng kềnh, tốc độ không mau. Lục Thiếu Du gầm lên, khai sơn trưởng, Lục Thiếu Du né người, tay vỗ trưởng ấn vàng nhạt vào thổ chi yêu hùng to lớn, tăng nhanh tốc độ dáng xuống lưng nó. Bùm, Lục Thiếu Du cảm giác bàn tay như vỗ trúng tảng đá, bàn tay hắn tê dại. Thổ chi yêu hùng thì lảo đảo tiến lên trước mấy bước. Thổ chi yêu hùng gầm lên, grao. Thổ Tri yêu hùng xoay người vỗ mạnh vào lục thiếu du, lực lượng cường đại đè ép khí lưu vang tiếng xé gió. Lục thiếu du nhanh chóng thụt lùi, không thể đấu cứng với thổ tri yêu hùng, sẽ chịu thiệt. Lục thiếu du kết ấn, linh lực bốn phía tụ tập lại, gió đè ép không gian vặn vẹo, khí thế cường đại khuếch tán. Một thanh đại đao màu đỏ nhanh chóng ngưng tụ trong tay lục thiếu du, quanh đại đao sóng gợn không gian lăn tăn, tiếng xé gió chói tai vang lên. Đao hồn chạm cây đao linh lực màu đỏ xé dòng không khí ra như thái sơn áp đỉnh, lực lượng cuồng bạo chém xuống thổ chi yêu hùng. Grau, vầng sáng nhạt đậm đặc ngưng tụ trên người thổ tri yêu hùng to lớn, nó nhìn chằm chằm đòn công kích của lục thiếu du, trong mắt lộ tia sợ hãi. Yêu thú đề dài không có trí tuệ cao, cảm thấy sợ sẽ chạy trốn, không như dã thú. Một số dã thú không biết chết là gì, sẽ bất chấp tất cả giết đối thủ, rất khó giải quyết. Nhưng yêu thú cao dài trí tuệ bằng nhân loại là khó đối phó nhất đao đỏ như máu cắt vỡ hư không, nhát đao chém ra dẫn đến không gian chấn động, khí kình gào thét sinh ra tiếng nổ. Đao quang kéo theo chuỗi tàn ảnh uy thế kinh khủng, ánh sáng chói mắt bắn tới, đao chém mạnh vào người thổ tri yêu hùng. Bùm, vầng sáng vàng nhạt trên người thổ tri yêu hùng vặn vẹo, thoáng chốc nứt vỡ. Sóng năng lượng khủng bố bạo động, lực lượng sắc bén không gì sánh bằng khuếch tán, không gian vặn vẹo. Thân hình to lớn của thổ tri yêu hùng bị xẻ đôi, đao quang tan biến trong không trung lục thiếu du kinh thán uy lực đao hồn kỹ của mình không uổng là linh kỹ huyền giai lúc lục thiếu du là vũ sĩ si thất trọng thi triển linh kỹ huyền giai này có thể giết yêu thú hậu kỳ nhị giai tức là hắn có thể giết vũ sư nhất trọng bình thường linh kỹ huyền giai linh kỹ cũng là chia làm sáu giai thiên địa huyền hoàng tinh thần tiểu gia tộc bình thường có vũ kỹ sơ giai hoàng giai đã là trọng bảo linh kỹ huyền giai càng khó khăn hơn vũ kỹ linh kỹ huyền giai thì là trọng bảo trong đại môn đại phái Vũ kỹ, linh kỹ mỗi lên một bậc uy lực sẽ mạnh hơn một đẳng cấp. Linh kỹ sơ giai huyền giai và linh kỹ cao giai hoàng giai chênh lệch như trời với đất. Lục Thiếu Du tu luyện Đao Hồn kỹ là linh kỹ sơ giai huyền giai, Chu Tước quyết là vũ kỹ cao giai hoàng giai. Hiện tại Lục Thiếu Du không chắc tứ thần quyết có phải là vũ kỹ không, dù sao Chu Tước quyết khác biệt rất lớn với vũ kỹ bình thường. Nhưng Lục Thiếu Du biết rõ Chu Tước quyết là thủ đoạn mạnh nhất hiện nay của Lục Thiếu Du, tuy chu tước quyết cỡ đẳng gấp vũ kỹ cao dai hoàng dai nhưng uy lực mạnh hơn đao hồn kỹ một chút nếu giống như lần trước dùng lực lượng bên thứ ba dung hợp chu tước quyết uy lực của chu tước quyết càng thêm cường đại rất khủng bố thủ đoạn thứ hai của lục thiếu du là đao hồn kỹ thứ ba là nộ hải cuồng khiếu vũ kỹ thủy hệ hiện tại lục thiếu du chỉ còn thiếu hai vũ kỹ mộc hệ phong hệ dọn dẹp xong lục thiếu du đi về cũng đã tới lúc nên về dù sao hắn có một gốc long tu thảo lục thiếu du nhìn đốm đen trong lòng bàn tay mình hắn cười khổ lục thiếu du đi về sơn động trong sơn cốc hắn thấy thôi hồn độc xuất đang điều tức mặt trắng bệch hơi thở tốt hơn một chút vết thương trên vai đã kết ra cảm giác lục thiếu du trở về lão nhân áo đen mở mắt ra hỏi dồn tìm thấy long tu thảo chưa dường như long tu thảo giúp ích rất lớn cho thôi hồn độc xuất lục thiếu du lấy ra long tu thảo bình thường sẵn đưa cho thôi hồn độc xuất đã đổi được long tu thảo cao khoảng nửa thước tỏa mùi thuốc đậm đặc. Chín miếng lá như dâu, thân cỏ cong nên được gọi là long tu thảo. Long tu thảo có tác dụng lớn trong việc giải độc, tăng mạnh linh khí, củng cố tinh thần nên giá trị rất cao. Lão nhân áo đen mừng rỡ, sau đó nhìn lục thiếu du chầm chầm, nói. Ta sắp luyện chế đan dược, người yên phận chút, không được quấy dày ta. Lục thiếu du lùi vào góc hang, mời tự nhiên, lục thiếu du hào hứng nhìn thôi hồn độc xuất luyện chế đan dược thế nào thôi hồn độc xuất móc một dược đỉnh ra khỏi chữ vật giới chỉ. Đinh, lục thiếu dù sớm chú ý chữ vật giới chỉ trên tay thôi hồn độc xuất, người có chữ vật giới chỉ tất nhiên địa vị không thấp. chương 157, Đan Dược Ngũ Phẩm 2 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Dược đỉnh cao cỡ một thước, màu xanh sậm, rậm rạp hoa văn tỏa ánh sáng nhạt. Phẩm chất dược đỉnh không tệ, lục thiếu dù cảm giác dược đỉnh này không thua gì long đỉnh của hắn. Thôi hồn độc xuất bắt đầu đánh ra thủ ấn, Linh lực tràn ngập trong tay lão rót vào dược đỉnh. Thoáng chốc trong dược đỉnh bùng cháy ngọn lửa, lửa rất nóng, không khí trong sơn động oi bức, nhiệt độ tăng nhanh. Khi nhiệt độ lên cao nhất định, Lục Thiếu Du thấy thôi hồn độc suất điều khiển lửa lớn nhỏ, mức độ quen thuộc hơn xa hắn. Lục Thiếu Du nhìn hoa cả mắt, tiếp theo thôi hồn độc suất móc ra nhiều dược liệu lần lượt bỏ vào trong dược đỉnh luyện hóa. Lửa trong dược đỉnh đã đến mức độ cực kỳ chính xác, cái này cần có linh hồn lực rất mạnh mới khống chế nổi. Thôi hồn độc xuất lấy ra dược liệu làm lục thiếu du ngạc nhiên, toàn là thứ đáng giá. Xem bộ dạng thôi hồn độc xuất sắp luyện chế đan dược đẳng cấp ngũ phẩm trở lên. Nhìn thôi hồn độc xuất luyện chế dược liệu làm lục thiếu du càng lúc càng ngạc nhiên, lão khống chế linh hồn lực và lửa cực kỳ chính xác, không lãng phí chút tài liệu nào, tốc độ rất nhanh. Nhưng dược liệu rất nhiều, muốn luyện hóa cần nhiều thời gian. Nhìn thôi hồn độc xuất luyện chế cho lục thiếu du học lóm được nhiều. Từ khí thế của lão nhân áo đen, danh hiệu độc xuất, lục thiếu du đoán thôi hồn độc xuất có lẽ đến tình độ linh suất linh giả linh suất đây là cường giả thôi hồn độc xuất tập trung tinh thần tu luyện lão hết sức cẩn thận từng bước luyện hóa các loại dược liệu mãi đến ngày thứ hai thôi hồn độc xuất mới tinh luyện hết dược liệu thủ ấn lại thay đổi lão thở hắt ra thôi hồn độc xuất bắt đầu dung hợp linh dịch tinh luyện từ dược liệu thủ ấn liên tục bay múa lửa trong dược đỉnh cháy hừng hực mùi thuốc đậm đặc tỏa ra lục thiếu du không thấy không cảm giác được tình huống trong dược đỉnh nhưng nhìn mùi thuốc hơi thở từ dược đỉnh thì linh dược chậm rãi ngưng tụ thành hình tốc độ bình ổn linh giả bình thường khó thể làm được thời gian dần tổi mùi dược trong sơn động càng lúc càng đậm đặc lại một ngày qua đi mùi thuốc trong sơn động đã đậm đặc quánh người mùi thuốc làm lục thiếu du thầm giật mình đan dược đẳng cấp gì mà trong mùi thơm chứa lực lượng cuồng bạo ong 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 dược đỉnh rung bần bật như có lực lượng bạo lực đụng vào dược đỉnh rất thần dị thôi hồn độc xuất hét lên tụ đan thôi hồn độc suốt đổi thủ ấn, dược đỉnh rung lắc càng dữ dội hơn, lực lượng vô hình khuếch tán. Đinh, trong dược đỉnh phát ra thanh âm trong trẻo, nắp dược đỉnh bật mở, một viên đan dược màu xanh to cỡ nắm tay trẻ sơ sinh lao ra, đan dược xoay quanh trong sơn động. Năng lượng cuồng bạo tràn ngập, đan dược tỏa ánh sáng chói mắt. Đan dược bay ra khỏi dược đỉnh, uy nhiếp mạnh mẽ bao phủ sơn động hóa thành cột sáng chói mắt bắn ra ngoài hang. Ầm ầm ầm, trong sơn cốc vang tiếng nổ điếc tai, một cột sáng bắn lên cao trong sơn động đá vụn rơi ầm ầm hàng dung lắc chốc lát sau mới ổn định lại tay thôi hồn độc suốt cầm viên đan dược màu xanh ánh sáng đã thu vào đan mùi thuốc đậm đặc và năng lượng cuồng bạo vẫn tỏa ra mặt lục thiếu du trắng bệch năng lượng cuồng bạo làm hắn chịu khổ nhiều buộc hải vận dụng chân khí chống cự lục thiếu du tò mò hỏi đan dược này mấy phẩm đan dược ra khỏi đỉnh gây náo động lớn như vậy thật là đáng sợ lục thiếu du đoán đẳng cấp đan dược chắc cỡ ngũ phẩm nhưng không dám kết luận là mấy giai Lục Thiếu Du chưa từng tiếp xúc loại đan dược đẳng cấp này. Thôi hồn độc xuất trả lời, chỉ là ngũ phẩm trung giai, ta bị thương, chỉ luyện ra được đan dược, ngũ phẩm, miễn cưỡng chữa lành vết thương một ít, bây giờ ta phải trị thương, ước chừng 10 ngày, người có thể đi ra ngoài hoặc ở lại trong hang. Lục Thiếu Du nói, ta ở lại, nếu lão không cho ta thuốc giải mà đi luôn thì ta biết làm sao. Thôi hồn độc xuất liếc Lục Thiếu Du, vậy người cứ ở lại, thôi hồn độc xuất nuốt đan dược, bắt đầu trị thương. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng, 10 ngày vừa lúc cho hắn tu luyện, chữa lành vết thương hoàn toàn. Lục Thiếu Du ném đan dược tam phẩm vào miệng, hắn định thừa dịp luyện hóa ít đan dược tăng mạnh thực lực. Lần trước Lục Thiếu Du dùng chân khí vũ sư ngũ trọng thi triển chu tước quyết, giờ hắn chỉ có thể dựa vào luyện hóa đan dược mới tăng mạnh chân khí nổi. May mắn đan dược trong tay Lục Thiếu Du mặc dù phẩm cấp không cao nhưng số lượng nhiều, trong túi không gian của đại thủ lĩnh Bạo Lang Dòng binh đoàn có khá nhiều đan dược. Lục Thiếu Du hơi xem trọng đan dược tam phẩm, còn nhị phẩm thì hắn ăn như nhai kẹo. Đan dược nhị phẩm không có tác dụng lớn cho Lục Thiếu Du, hiện tại hắn là vũ sĩ thất trọng, 300 viên đan dược nhị phẩm cũng không khiến thực lực của hắn tăng mạnh một trọng. Lát sau Lục Thiếu Du điều tức, đan dược vào miệng tan thành năng lượng khổng lồ, hắn chậm rãi luyện hóa nó. Trong khí hải đan dược tăng dần chân khí, nhưng còn xa mới đột phá vũ sĩ bát trọng nổi. Lục Thiếu Du mải mê luyện hóa quên đi thời gian, 10 ngày không dài, đúng 10 ngày sau lão nhân áo đen thở hắt ra, tỉnh lại phù phù, lục thiếu du ngừng tu luyện, hắn cảm giác trong đan dược khí hải tràn đầy chân khí, đẳng cấp đến trung giai vũ sĩ thất trọng. Luyện hóa đan dược không có hiệu quả lớn như trực tiếp thôn vệ chân khí. Thôi hồn độc xuất nhìn lục thiếu du, vẻ mặt kinh ngạc nói. Mới 10 ngày mà thực lực của tiểu tử tiến bộ nhiều. Lục thiếu du không giấu đi hơi thở nên không lừa được thôi hồn độc xuất. Lục thiếu du nhìn thôi hồn độc xuất, vết thương của lão sao rồi. Sắc mặt thôi hồn độc xuất đã tốt hơn nhiều, khí thế càng mạnh, chắc vết thương không trầm trọng. Thôi hồn độc suất nhớ đến vết thương trên người, sắc mặt âm trầm nói. Không nghiêm trọng, nhưng muốn lành hẳn thì còn lâu. Thôi hồn độc suất nói với lục thiếu du, tiểu tử, người rất can đảm, người bình thường ở trước mặt ta đã sợ run lẩy bẩy. Lục thiếu du mỉm cười nói, ta có gì phải sợ hãi run rẩy? tuy lão mạnh thật nhưng không lý do tùy tiện giết ta đi. Lục thiếu du lại thầm lo lắng, nếu thôi hồn độc xuất nổi hứng muốn lấy mạng hắn thì đúng là không có chỗ để kêu oan. Thôi hồn độc suốt nói, hừ, đừng dùng chiêu khích tướng trước mặt ta, vuốt mông ngựa cũng vô dụng. Ta muốn giết người liền giết, không ai ngăn được, cũng không lo được, miễn ta thích, nhưng ta đã hứa không giết người thì sẽ giữ lời. Chúng ta đi, lục thiếu du kinh ngạc hỏi, đi, chúng ta đi đâu, kẻ thù của ta sẽ không ngờ ta chịu thiệt lớn thế này lại nhanh chóng trở về cổ vực, ta phải làm ngược lẽ thường, trở về cổ vực. Thù này sẽ có ngày ta trả mắt thôi hồn độc xuất bắn ra tia sáng lạnh làm lục thiếu du dùng mình. Nhìn ra được thôi hồn độc xuất có thủ rất sâu, lục thiếu du ngây người, đi cổ vực, lục thiếu du có nghe nói về cổ vực, xuyên qua sơn mạch vụ đô là đến cổ vực. Nhưng muốn vượt qua sơn mạch vụ đô sẽ mất hơn nửa năm, dù cưỡi yêu thú bay cũng cần hai tháng. chương 158, đi cổ vực 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Lục thiếu du trầm giọng hỏi, chẳng lẽ lão muốn ta đi với lão? sâu trong sơn mạch vụ đô có nhiều yêu thú cao dai lục thiếu du không muốn đi chút nào hơn nữa lục thiếu du cần phải đi vân dương tông nếu cùng thôi hồn độc xuất đến cổ vực muốn trở về sẽ rất rắc rối thôi hồn độc xuất trả lời đúng vậy vết thương của ta chưa lành hẳn cần có người sai khiến lục thiếu du nói ta thuê một bà vú cho lão sai khiến được không lão thích thiếu phụ thì ta cũng tìm được ta không muốn đi cổ vực lão làm ơn tha cho ta thôi hồn độc xuất nói Ngươi thích thì cứ đi, nhưng một năm sau ta mới cho thuốc giải, ngươi cứ đến cổ vực tìm ta, đó là nếu như ngươi có thể tìm thấy ta. Lục thiếu du lẩm bẩm, coi như lão giỏi, mạng nhỏ nằm trong tay đối phương, lục thiếu du chỉ có thể nghe theo thôi hồn độc suốt bài bố. Thôi hồn độc suốt nói, chúng ta đi, tìm dòng binh đoàn đi cổ vực, chúng ta lẫn vào trong dòng binh đoàn. Lục thiếu du ậm ừ, biết rồi, trong sơn mạch vụ đô có nhiều dòng binh đoàn đi cổ vực, dọc đường đi sẽ hái linh dược, bắt yêu thú, hộ thống thương nhân hoặc người xuyên qua sơn mạch vụ đô qua lại giữa cổ vực và linh vũ đại lục. Loại dòng binh đoàn này thông thường rất mạnh, nếu không có thực lực mà muốn đi qua sơn mạch vụ đô là chuyện không thể. Sâu trong sơn mạch vụ đô đầy yêu thú tam giai, cũng có nhiều yêu thú tứ giai. Nếu xui đụng chúng yêu thú ngũ giai cũng không lạ gì. Đổi lại mỗi lần dòng binh đoàn đều thu hoạch lớn hơn, hay có linh giả đi chung. Lục Thiếu Du nghe Lam Linh nói Bạch Lang dòng binh đoàn thuộc loại dòng binh đoàn mạo hiểm này nhưng bạch lang dòng binh đoàn bị một trưởng lão vạn thú tông tiêu diệt chỉ trong một đêm có thể tưởng tượng vạn thú tông mạnh cỡ nào lục thiếu du đi theo thôi hồn độc xuất rời khỏi sơn cốc thôi hồn độc xuất nhìn phương hướng tiến tới trước thôi hồn độc xuất hỏi có biết gần đây có dòng binh đoàn nào nghỉ chân không lục thiếu du trả lời đằng trước có một cái lần trước ra ngoài lục thiếu du tình cờ phát hiện một sơn cốc nơi dòng binh nghỉ tạm thôi hồn độc xuất nói chúng ta tìm một dòng binh đoàn khiến bọn họ hộ tống chúng ta đi cổ vực. Lục Thiếu Du hỏi, nếu kẻ thù của lão ở bên này chẳng phải càng dễ bị phát hiện sao? Hiện nay người Lục Thiếu Du có độc, hắn không mong thôi hồn độc suốt gặp phải kẻ thù. Thôi hồn độc suốt nói, bọn họ sẽ không ngờ ta khiến dòng binh đoàn hộ tống đi. Nhớ kỹ là từ bây giờ ngươi chính là cháu của ta, còn ta là thúc thúc của ngươi, tránh cho trên đường đi bị người nghi ngờ. Lục Thiếu Du nhìn thôi hồn độc suốt chằm chằm, lão ăn hiếp ta, bỗng dưng có thêm một thúc thúc, không chơi kiểu này. Vớ vẩn, ta ăn hiếp ngươi thế nào, ta làm thúc của ngươi đã là xem trọng ngươi, thôi hồn độc xuất lường lục thiếu du, đến cổ vực rồi ta sẽ trừ độc cho ngươi, nhưng nếu trên đường đi ngươi dở trò gì sẽ chết rất thảm. Trước thực lực của ngươi thì ta chỉ cần một đầu ngón tay đủ nghiền nát. Lục thiếu du bất đắc dĩ nói, ta làm sao dám, mạng nhỏ của ta rất đáng giá, hy vọng lão cũng giữ lời hứa, đến cổ vực làm ơn giải độc cho ta. Hai người vượt qua mấy ngọn núi, có thôi hồn độc xuất đi theo ích lợi duy nhất là lục thiếu du không cần cẩn thận những khi đi ngang rừng cây một sơn cốc xuất hiện trước mắt lục thiếu du thôi hồn độc xuất trong sơn cốc rộn ràng tiếng người đã lâu mới nghe thấy khá là náo nhiệt sơn cốc cỡ hai ngàn thước có nhiều kiến trúc gỗ lúc hai người vào sơn cốc thôi hồn độc xuất giấu đi hơi thở bề ngoài như một lão nhân bình thường không thấy dấu hiệu gì là lão quái vật khí thế cực kỳ cường đại trong sơn cốc có nhiều người ngồi dưới đất trước mặt bầy một tấm vải đặt các loại dược liệu, da lông yêu thú đê dài vân vân để buôn bán. Có người bán binh khí, trông như chợ giao dịch, nhiều người đang có kè mặc cả. Khá nhiều thương nhân trực tiếp mua dược liệu, những thứ khác ở nơi đám dòng binh đoàn tụ hợp lại. Trong sơn mạch vụ đô thường có những chỗ nhốn nháo thế này. Lục thiếu du quan sát sơn cốc, so với chỗ dòng binh đoàn tụ tập lần trước hắn cùng Lam Linh ghét qua thì nơi này náo nhiệt hơn. Lục thiếu du đi vào một chỗ trông như tử quán, tiểu nhị nhiệt tình chào hỏi. Hai vị đại nhân muốn nghỉ lại hay ăn gì? Lục Thiếu Du móc 20 khối kim tệ ra giao cho tiểu nhị. Có đồ ăn gì ngon cứ bưng lên, sẵn đây xin hỏi chỗ này có dòng binh đoàn đi cổ vực không? Chúng ta muốn nhờ dòng binh đoàn hộ tống đi cổ vực. Muốn hỏi thăm tin tức dòng binh đoàn thì các tiểu nhị tia mắt nhanh nhẹn, biên nhiều tin tức nhất. Thấy kim tệ thì mắt tiểu nhị càng nhiệt tình hơn, đại nhân, vừa lúc chỗ chúng ta có một dòng binh đoàn đi cổ vực, ta sẽ hỏi thăm xem bọn họ có thể mang các vị đi hơn nhưng không thể thiếu phí dụng. Lục Thiếu Du nói, cái này không thành vấn đề, nếu ngươi làm tốt lát nữa ta sẽ thưởng. Lục Thiếu Du biết ngay tìm tiểu nhị là chính xác, tiểu nhị vui vẻ nói, vâng, mời đại nhân ngồi chờ, ta đi hỏi ngay, cũng sẽ bưng đồ ăn lên. Chỗ này hiếm khi gặp người rộng rãi như Lục Thiếu Du, tiểu nhị đưa hai người thôi hồn độc suốt ngồi xuống đại sảnh, chạy đi làm việc. Lục Thiếu Du quan sát bốn phía, trong đại sảnh có 10 cái bàn, một nửa đã hết chỗ. Mọi người ngước lên nhìn Lục Thiếu Du, thôi hồn độc suốt rồi tiếp tục ăn đồ của mình. Trong chỗ các dòng binh nghỉ ngơi có một quy định ngầm là không được tùy tiện đánh lộn gây chuyện, nếu không rất có thể sẽ bị đánh hội đồng. Tại đây dù ngươi mang nhiều báu vật, bình thường sẽ không bị cướp, đương nhiên đó là lúc bình thường. Một lát sau, có tiểu nhị bưng nhiều thức ăn lên. Đã nhiều ngày Lục Thiếu Du không ăn cơm, giờ ăn thả cửa. Tu vi của Lục Thiếu Du chưa đủ tình độ mấy tháng không ăn cơm lục thiếu du thấy thôi hồn độc xuất chỉ ngồi ngó thì lễ phép mời lão không ăn sao lục thiếu du biết thực lực của thôi hồn độc xuất không cần ăn cái gì thôi hồn độc xuất lường lục thiếu du gọi ta là thúc thôi hồn độc xuất tiếp tục bảo ngũ cốc hoa màu rượu thịt vào bụng để lại chọc khí lâu dần thân thể chịu ảnh hưởng sau này cơ thể nặng nề kéo theo tu vi không thể tiến bộ cho nên ngươi ăn chúng nó ít chút đi lục thiếu du kinh ngạc hỏi có thật không ăn chút gì mà hỏng việc tu luyện thì đúng là khủng khiếp Thôi hồn độc suốt nói, tin hay không tùy ngươi, chờ khi tu vi cao ngươi sẽ hiểu. Lòng lục thiếu du chìm xuống, có lẽ thôi hồn độc suốt nói đúng, nhưng hơi phóng đại. Trên đời này có ai không ăn gì, lục thiếu du thấy tiểu nhị vừa rồi đưa một nam nhân cao to đến. Nam nhân khá đặc biệt, vóc dáng vạm vỡ, sau khi cóng thanh đại đao, khí thế siêu phàm. Tiểu nhị tới gần bàn lục thiếu du, giới thiệu, đại nhân, vị này chính là tam đoàn trưởng đại nhân của thanh phong dòng binh đoàn, có thể đưa các người đi cổ vực. chương 159, đi cổ vực 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Nam nhân cõng đao nhìn chầm chầm lục thiếu du và thôi hồn độc. Xuất, hỏi, các người là ai, muốn đi cổ vực làm gì? Lục thiếu du đứng lên nói chuyện, tam đoàn trưởng, đây là thuốc của tại hạ. Chúng ta bị một con yêu thú tam giai trong sơn mạch vụ đô tập kích, có sáu người chết, chỉ thúc biệt chúng ta trốn thoát nên không đi cổ vực được. Muốn nhờ quý dòng binh đoàn mang chúng ta đi đoạn đường. Lục Thiếu Du cảm nhận khí thế từ nam nhân cõng đao, hắn ngạc nhiên vì tu vi của gã cỡ vũ sư bát trọng trở lên, ngang ngửa nữ nhân độc ác kia. Nghĩ đến nữ nhân độc ác là lòng Lục Thiếu Du rực cháy lửa giận, thù này không trả không là quân tử. Sau này hắn mà gặp lại nữ nhân độc ác kia thì quyết tâm tính sổ với nàng. Nam nhân cõng đao nói, thì ra là vậy, trùng hợp chúng ta nghỉ ngơi tại đây, mang theo các người cũng được, nhưng giá tiền thì mỗi người hai vạn kim tệ không mặc cả. Nếu đồng ý thì bây giờ lên đường ngay, đoàn chúng ta sắp xuất phát. Hai vạn kim tệ một người, lục thiếu du thầm nhủ giá hơi mắc, hắn nhìn thôi hồn độc suất chằm chằm. Hai vạn kim tệ một người, tổng cộng bốn vạn kim tệ là số tiền lớn, hắn không muốn bỏ tiền ra khơi khơi. Thôi hồn độc suất móc hai gốc dược liệu màu xanh biết ra. Ta không có kim tệ nhưng có hai gốc bách linh thảo chắc cỡ bốn vạn năm ngàn kim tệ. Ta dùng hai gốc bách linh thảo đổi bốn vạn kim tệ, đồng ý không? Lục Thiếu Du kinh ngạc nói. Bách Linh Thảo, lão độc vật này mang theo nhiều dược liệu thật, toàn là đồ tốt. Bách Linh Thảo quý giá hơn Long Tu Thảo một chút. Nam nhân cõng đao nói. Đương nhiên được, mời hai vị theo ta, chúng ta đang định xuất phát đi cổ vực. Hai gốc Bách Linh Thảo tổng giá trị trên 4 vạn kim tệ, gã sẽ bán được 5 vạn kim tệ nên đương nhiên không từ chối. Lục Thiếu Du, thôi hồn độc xuất đi theo nam nhân cõng đao ra khỏi tử quán. Trong lúc trò chuyện Lục Thiếu Du được biết nam nhân cõng đao tên Hạ Thanh Sơn, tam đoàn trưởng của Thanh Phong Dòng Binh Đoàn. Thanh Phong Dòng Binh Đoàn có 3 đoàn trưởng, 130 thành viên. Nhưng chỉ có 30 người đi cổ vực, có đại đoàn trưởng, nhị đoàn trưởng đi chung. Đại đoàn trưởng Hoàng Kỳ Phạm thực lực vũ phách ngũ trọng, nhị đoàn trưởng Lý Phong Linh Sư Cửu Trọng. Thanh Phong Dòng Binh Đoàn có 30 người, hộ tống 3 người đi cổ vực, cộng thêm Lục Thiếu Du và Thôi Hồn Độc Xuất là 5 người ba người khác trả giá hai vạn năm ngàn kim tệ được hộ tống từ thành vụ đô đi. Chuyến này thanh phong dòng binh đoàn chỉ hộ tống năm người đã kiếm được mười mấy vạn kim tệ, tuy lời nhiều nhưng đó là lấy mạng ra đổi. Đi sâu vào sơn mạch vụ đô tùy thời gặp nguy hiểm. Nhưng có yêu thú phi hành nên đi đường an toàn hơn chút, nhưng nếu gặp phải yêu thú phi hành khác tấn công thì vẫn nguy hiểm như thường. Vì hai gốc bách linh thảo nên hạ thanh sơn khá là khách sáo với lục thiếu du, thôi hồn độc xuất. Trong lúc nói chuyện Hạ Thanh Sơn đưa Lục Thiếu Du đến hố đất trống đằng sau sân cốc, nơi đó có ba con yêu thú phi hành khổng lồ chờ sẵn. Ba con yêu thú phi hành thể tích to lớn, đứng trên mặt đất cao hai thước dưới, dài 7, 8 thước, thân hình khổng lồ. Lục Thiếu Du cảm giác hơi thở từ người yêu thú phi hành. Yêu thú phi hành phong hệ hậu kỳ nhị giai, hắc đầu giác trĩ. Lục Thiếu Du rất ngạc nhiên, tốc độ của hắc đầu giác trĩ khá nhanh, hiếm thấy. Trên đất trống, Lục Thiếu Du thấy có 30 người đứng xung quanh. Hạ Thanh Sơn đến trước mặt một nam nhân mặc áo ngắn, một nam nhân trung niên mặc trường bào màu trắng xì sầm gì đó rồi y móc hai gốc bách linh thảo ra. Nam nhân mặc áo ngắn đi tới chỗ lục thiếu du và thôi hồn độc xuất, nhìn hai người một lúc sau nói. Ta là đại đoàn trưởng hoàng kỳ phàm của Thanh Phong Dòng binh đoàn, hai vị hãy cùng chúng ta đi cổ vực. Thanh Phong Dòng binh đoàn sẽ chịu trách nhiệm an toàn cho hai vị. Lục thiếu du nói, vậy xin đa tạ đại đoàn trưởng, không cần cảm ơn, chúng ta thu tiền rồi. Hoàng Kỳ Phàm nói, hiện tại chúng ta xuất phát đi. Ông ong ong, tiếng giết trầm thấp vang lên, ba con hắc đầu rác chỉ đập cánh bay lên. Đôi cánh to lớn lớn hơn thân hình, hai cánh rỗi ra dài 10, 13 thước. Hoàng Kỳ Phàm dặn dò, hai vị hãy ngồi trên chính giữa lưng yêu thú đi, có ba người khác cũng đi cổ vực. Chúng ta sẽ mất khoảng một tháng là đến cổ vực, lục thiếu du cảm ơn, thôi hồn độc suất không nói tiếng vào, thực lực, như lão khinh thường dài dòng với đám người dòng binh đoàn này. Ba con hắc đầu giác trĩ bay lên cao, đã có người nhảy lên lưng hắc đầu giác trĩ. Lục thiếu du vận dụng chân khí tụ dưới chân dẫm đất lấy đà nhảy lên lưng con hắc đầu giác trĩ chính giữa. Vù vù vù, thôi hồn độc xuất lắc người lặng lẽ đáp xuống cạnh lục thiếu du. Có 11 một người ngồi trên lưng hắc đầu giác trĩ, trừ lục thiếu du, thôi hồn độc xuất ra còn chín người khác. Lưng hắc đầu giác trĩ rộng tám, chín thước, 11 một người ngồi không chật trội, nếu có thêm người thì hơi thiếu chỗ. Lục thiếu du liếc trộm chín người khác sáu người là thành viên thanh phong dòng binh đoàn, trong đó có nhị đoàn trưởng Lý Phong mặc áo trắng. Năm người khác thực lực cỡ vũ sư, trừ sáu người ra còn có ba vị khách đi cổ vực. Một phu nhân trung niên, thân hình khá nảy nở, một thanh niên tóc ngắn mặc trường bào, một thanh niên tóc dài mặc hoa phục. Lục thiếu du nhìn thanh niên tóc dài hoa phục lâu hơn chút, vì trong nam nhân thì người này thuộc loại đẹp trai. Nếu trong kiếp trước của lục thiếu du đủ chuẩn làm mặt trắng cho phú bà nuôi, y như giả bảo ngọc trong sách cảm giác ánh mắt của lục thiếu du thanh niên mặc hoa phục khoanh chân ngồi trên lưng hắc đầu giác chỉ nghiêng đầu liếc hướng lục thiếu du mắt thanh niên hoa phục sáng ngời chứa áp lực người lạ đừng tới gần mơ hồ toát ra lạnh lẽo lục thiếu du thu về tầm mắt thầm nghĩ người này thật lạnh lùng lục thiếu du ngồi xếp bằng trên lưng hắc đầu giác chỉ mọi người ngồi ổn định ba con hắc đầu giác chỉ đập cánh bay lên trên cao sơn mạch thẳng hướng cổ vực trên lưng hắc đầu giác chỉ thôi hồn độc suốt nhắm mắt tính tọa suốt hơi thở nhàn nhạt, nhạt khuyết tán, dường như lão đang điều tức. Lục Thiếu Du sớm nuốt hai viên đan dược tam phẩm, lúc này hắn luyện hóa năng lượng đan dược trong cơ thể thành chân khí tinh thuần rót vào khí hải đan dược. Mọi người ngồi trên lưng hắc đầu giác chỉ không nói chuyện, bên tai chỉ có tiếng hắc đầu giác chỉ vỗ cánh kéo khí lưu dít. Mọi người đều đang điều tức, thời gian chậm rãi trôi, 7 ngày sau, ba con hắc đầu giác chỉ đáp xuống đất. Vị trí đáp là một sơn cốc, cũng là nơi dòng binh tụ tập. Có nhiều dòng binh đoàn, đoàn đội đã ở đây. Mọi người vào trong tử quán ăn uống no nê, 7 ngày nay người thực lực kém mỗi ngày ăn lương khô cầm hơi. Nghỉ ngơi xong đám người lại xuất hiện đi, lục thiếu du hỏi được chút tin tức từ đại đoàn trưởng Hoàng Kỳ Phàm Phía trước là khu vực sâu trong sơn mạch vũ đô, bên trong không còn chỗ cho dòng binh đoàn cư trú, thông thường dòng binh đoàn đến đây thì ngừng lại.